Mẹ con đi học rồi, con đi học rồi, con có thời gian hả? Mẹ con đi du lịch sang Thanh Hóa, hóa để đi học rồi, ở nhà thì chán nhất. Một ngày dạ là con mua một cái con gỗ, là người gỗ, là cái con nó, thực ra con đã mua lần thứ hai rồi. Lần thứ mấy ngày trước con đưa cho bạn, nó chưa, ai ngờ nó bị gãy cổ nó luôn. Bây giờ con phải mua cái mới nên rất là buồn. Mua cái mới thì phải vui nha, phải rất là hào hứng vì mình có tiền mua cái mới chưa. Con chào cô Minh. Ai giống tiếng Hoàng Bách quá vậy? Con đi nè cô. Sao con để nhất Thu Hoàng nên là cô đâu có biết đâu. Mẹ con á cô. Vậy đó hả? Đó, các anh chị đây là mấy bé mà đã học nhiều khóa lắm. Nếu mà một số cô chú anh chị mà học từ trước là nhớ tên của mấy bé này luôn. Cô ơi, cô trên trường được đặt tên tiếng Anh đó cô. Vậy đó hả? Con tên gì? Dạ, Felix. Ừ, Felix là tên rất là tốt, tên giống cái tên thầy Phương á. Dạ, tên này đó là... Tên đó là sẽ được mang đến nhiều cái phước lành, cái trường này được chúc phúc, có nhiều phước lành ha. Con mới vừa thi xong 8 môn. Thi 8 môn mà. Dạ, tuần thứ 9 là con thi nữa. Vậy, ngon nha. À đúng rồi, bạn Thái An, con của Diệu Huyền Minh kêu bạn bằng khác không à, nên Minh quên mất tên tiếng Việt. À, bạn có thể tham dự lớp qua kênh Telegram nè. Người mà đang có mặt ở trong đây thì đâu cần tham gia Telegram. À, chúng ta có thể copy cái đường link này nè. Bạn Hoàng Thị Thu Hà có gửi cái đường link Telegram á các anh chị. Thì chúng ta có thể copy cho người người quen của mình mà không vô được trong Zoom á, không không có còn cái đường link để vào Zoom á, thì vào đây học trực tiếp cũng nghe được hết tất cả các nội dung. Chỉ có là mình không có đưa tay lên để giao lưu với thầy trực tiếp như vậy được thôi. Ngọc Khánh ơi, con có bị chảy mũi, chảy máu mũi không? Sao mấy cô chú nói mũi con bị chảy máu? Dạ thưa cô, là lúc mà trong cái tuổi chúng ta đó là con bị nổi mũi, nó là con gái, ai ngờ nó chảy máu luôn. À tức là sước ngoài da ra nha cả nhà, không phải chảy máu cam nên không sao. Dạ. Thấy mấy cô chú quan tâm yêu thương con không? Nhìn có chút xíu ở trên màn hình cũng thấy nữa kìa. Dạ. Dạ, bây giờ là 19 giờ đó cả nhà. Thì bây giờ đã đến giờ thầy sẽ lên sóng để giao lưu chia sẻ nội dung chính của chúng ta. Cô Minh ơi, cô gửi giúp em mật khẩu cả pass với, bởi vì có bạn không vào được bằng đường link ạ. Mình liên hệ với Nguyễn Ngọc Dưỡng giúp em ha, hoặc là cái số hotline ở trong cái link đăng ký á, chị Thư. Dạ vâng ạ, biên dạ. Cô ạ. Dạ dạ, bây giờ thì mình sẽ, mình ai mà thuận lợi đó mình bật camera lên để mình chào đón thầy ha. Thầy Trần Thanh Toàn sẽ giao lưu với chúng ta trong cái chuỗi hành trình 21 ngày thấu hiểu nội tâm kiến tạo an vui. Bữa nay là buổi đầu tiên. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ xem coi thầy đã có trên Zoom chưa ha. Dạ thầy ơi. Dạ, em có rồi chị ạ. À. Dạ. Em xin phép em hạ tay canh chị xuống nha. Em xin phép em tắt micro. Dạ. Em điều chỉnh chút xíu, điều chỉnh chat. Nhưng anh
À, bữa nay là buổi mà em không có mặt ở nhà, mà em đang có mặt ở tại Thanh Hóa để làm một cái chương trình du lịch sức khỏe. Nên đó là rất là biết ơn tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Biết ơn các anh chị khóa trước, ca trước đã hỗ trợ cho chúng ta có cái chương trình khóa ca sau này. Thì chương trình của chúng ta các anh chị đã diễn ra liên tục khoảng 8 năm rồi các anh chị. Diễn ra khoảng 8 năm. Thì chương trình chúng ta là ngày xưa là offline. Sau này thì khoảng có 1 năm rưỡi nay thì tình hình của Covid nên chúng ta có diễn ra online. Ngày xưa thì khóa học chỉ có 7 buổi thôi. Sau đó thì một số anh chị mong muốn và kỳ vọng diễn ra trong nhiều buổi hơn. Thì chúng ta có 10 buổi, rồi từ từ 15 buổi. Và ngày hôm nay thì chúng ta có 21 buổi tối. 21 buổi tối này với tên gọi là một cái lộ trình đó các anh chị. 21 buổi tối này với một cái lộ trình. Một lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Dạ. Yeah. Lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Chúng ta sẽ làm việc với nhau 21 buổi này. Mỗi buổi trung bình thì chúng ta sẽ có từ 7 giờ thì Toàn sẽ vào, thì tầm khoảng cỡ 10 giờ thì chúng ta sẽ kết thúc chương trình của chúng ta. Tùy ngày chúng ta sẽ kéo dài thời gian phù hợp, nhưng trung bình chúng ta khoảng 10 giờ thì chúng ta sẽ kết thúc. Rất là biết ơn những người thân yêu của các anh chị đã giới thiệu cho tất cả các anh chị vào đây. Thì lộ trình này 21 ngày giúp đỡ cho chúng ta điều gì? Thì các anh chị cứ hình dung đơn giản như thế này. Đó là có một người, có một cái người như thế này. Thì bất kỳ ai cho chúng ta, các anh chị cứ hình dung được bao quanh mình một cái kén. Thì các anh chị có viết á, các anh chị giúp đỡ Toàn á, vẽ lên đây khoảng 6 màu các anh chị. 6 màu bao quanh mình một cái kén hay là một cái sự xiềng xích gì đó. Đây các anh chị thấy. Hai màu. Và bốn. Năm. Năm màu. Sáu. Chúng ta cứ hình dung đó, mỗi con người chúng ta sẽ bao quanh trong mình một cái kén, hay là bị xích bởi những cái xiềng xích lại. Thì để có một cái sự chuyển hóa thật sự của một con người thì thông thường thì người ta sẽ đợi xã hội các anh chị dồn ép họ. Con người đợi sự đau khổ thì người ta mới bắt đầu thay đổi và định hướng cái sự chuyển hóa. Nếu sự đau khổ không làm cho con người chúng ta thay đổi thì sự đau khổ lớn hơn có thể sẽ làm cho chúng ta thay đổi. Sự đau khổ lớn hơn nữa không làm cho chúng ta thay đổi
thì có thể là sự đau khổ khủng khiếp sẽ làm cho chúng ta có sự thay đổi. Nếu mà sự đau khổ khủng khiếp không làm cho con người chúng ta có sự thay đổi, thì sự mất mát sẽ làm cho con người chúng ta thay đổi. Nên thay vì đợi cái sự đau khổ, đợi cái sự mất mát thì con người mới bắt đầu thay đổi chuyển hóa, thì có cái cách đơn giản hơn nữa, đó là chúng ta vì yêu thương bản thân của chúng ta, vì yêu thương gia đình, vì yêu thương con người mà chúng ta gỡ bỏ những cái sợi xích này. Tự ý thức được, nhận thức được, gỡ bỏ những cái sợi xích này, thì gỡ bỏ những cái sợi xích này và chúng ta sẽ lớn lên, chuyển hóa lên. Có thể biết đâu qua 21 buổi này tóc của chúng ta có thể mọc gỗ gốn và to lên, chân tay to lên, bự lên, có một cái sự chuyển hóa. Vậy thì chúng ta, nó được định nghĩa là chúng ta gỡ bỏ được những cái rào cản nhận thức của nội tâm thì chúng ta sẽ lớn con người chúng ta hơn so với trước đây. Đợi mà đau khổ, đợi mất mát thì mới thay đổi và chuyển hóa, thì chúng ta có một cái lộ trình chuyển hóa của bản thân. Nhưng mà lộ trình này nó lại thuộc vào chính bản thân mỗi con người, bởi vì trứng gà mà nó tác động từ bên ngoài vào thì nó là thức ăn, nhưng mà từ bên trong ra thì nó là sinh mệnh. Trứng gà tác động từ bên ngoài vào thì nó là thức ăn, nhưng mà từ bên trong ra thì nó là sinh mệnh. Nên là tự cá nhân mỗi con người sẽ có một cái sự bứt phá từ bên trong của chính mình để gỡ bỏ cái rào cản nhận thức của nội tâm. Mà một trong những rào cản nhận thức nội tâm mà nó kìm hãm sự chuyển hóa của một con người chính là bản thân của một người nào đó đó. Họ lập trình bản thân là một con người bình thường. Bản thân là một con người bình thường, hay nói cách khác, lập trình bản thân là một con người tầm thường. Và rào cản này ta có thể được định nghĩa đó là một trong những cái hạn chế tự nhận thức rất lớn của bản thân của một người. Nó được là hạn chế tự nhận thức. Hạn chế tự nhận thức. Tự nhận thức của bản thân, đó là một hạn chế tự nhận thức của bản thân. Tự cho mình là một người bình thường, tự cho mình là một người vô dụng, tự cho mình là một người như thế này, thế nọ, thế kia. Tại đây là một cái rào cản cũng lớn, kìm hãm cái sự chuyển hóa của một con người, sự lớn lên của bản thân của con người. Lộ trình này thì trong vòng 21 ngày chúng ta sẽ gỡ bỏ cái rào cản nhận thức của bản thân này. Và khi gỡ bỏ được rào cản này thì con người chúng ta sẽ có một cái sự chuyển hóa lớn hơn so với trước đây. Mình không có cần phấn đấu phải hơn ai, nhưng mà mình lớn hơn so với ngày hôm qua là mình thắng. Nếu 21 ngày trôi qua mình gỡ được cái rào cản tự hạn chế tự nhận thức này thì chúng ta sẽ lớn hơn. Và rào cản tiếp theo nữa mà cũng kìm hãm cái sự phát triển của con người rất lớn, đó là chúng ta sợ, anh chị, sợ thất bại. Sợ thất bại. Làm cái gì chúng ta sợ là bản thân mình có một cái sự thất bại nên mình không có dám làm. Rồi sợ bị chỉ trích phê bình. Sợ bị chỉ trích phê bình. Sợ chỉ trích nè, phê bình, nên chúng ta không đủ dũng khí để làm. Và đặc biệt là sợ nhất là những người thân yêu của chúng ta chỉ trích chúng ta, phê bình chúng ta, mà từ đó chúng ta không có đủ dũng khí để phát huy cái tiềm năng của con người của mình. Rồi sợ gì nữa mình cảm giác được mình thiếu cái điều kiện để làm một cái điều gì đó. Thiếu điều kiện để làm điều gì đó. Bản thân một người nào đó cảm giác được một điều là mình thiếu hiểu biết, các anh chị. Thiếu hiểu biết. Bản thân là mình thiếu hiểu biết. Rồi bản thân mình thiếu một cái tầm nhìn, thiếu tầm nhìn về tương lai.
chứ tầm nhìn về tương lai. Chứ tầm nhìn về tương lai. Thì đây là 6 rào cản nhận thức của bản thân của một con người. Các anh chị cứ hình dung đây là những cái sợi xiềng xích, nó xích chúng ta lại và làm cho chúng ta không có bước phá khỏi cái này. Nhiệm vụ của chúng ta trong 21 ngày này đó là làm sao xây dựng một cái lộ trình để gỡ bỏ các rào cản nhận thức này. Các anh chị cứ hình dung như thế này, giống như một cái tên lửa trước khi phóng lên trên, phóng lên trên cao, thì có 6 cái sợi dây xích xích lại. Và sau khi khởi động tên lửa rồi thì lúc nào cũng sẵn sàng bay, nhưng mà có sợi xích đó nên nó chưa thoát lên được. Chúng ta cùng một lúc cắt 6 cái sợi dây xích đó thì tên lửa nó sẽ phóng lên. Nên là một con người, người ta, các chuyên gia có nói như thế này, đó là chỉ cần xóa bỏ được cái rào cản nhận thức của chúng ta thì tự khắc con người chúng ta sẽ có một cái bệ phóng phóng lên rất là lớn, và không còn rào cản nữa thì con người chúng ta sẽ đi thẳng tới cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Vậy thì lộ trình 21 ngày này tới tên gọi là thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui, là kỳ vọng hỗ trợ cho tất cả các anh chị xóa đi rào cản nhận thức của nội tâm. Mọi người ta phát hiện ra tất cả những cái xiềng xích của con người chính là do họ tự buộc vào là chính. Nếu chúng ta có đủ cái nhận thức để chuyển hóa, có đủ cái nhận thức để bứt phá lên, thì từ đó chúng ta sẽ thoát khỏi những cái rào cản nhận thức này. Thì lộ trình 21 ngày này được thiết kế là kỳ vọng hỗ trợ cho tất cả các anh chị thoát khỏi được cái này. Thì đó là ý nghĩa của chương trình của chúng ta trong 21 buổi. Một lần nữa thì Tổng biết ơn những nhân mạch, những người thân yêu của các anh chị đã giới thiệu các anh chị có mặt trong lớp học của chúng ta. Biết ơn vì các anh chị đã có một cái niềm tin, dù chưa biết khóa học như thế nào nhưng các anh chị đã có mặt tại đây. Và biết ơn vì nghe 21 buổi nhưng chúng ta vẫn kiên trì học tập và kiên trì đồng hành cùng với lớp học của chúng ta. Thì chúng ta có thể cho một tràng pháo tay để biết ơn vì sự hiện diện của tất cả các anh chị ở đây ạ. Dù không có mở Zoom với nhau nhưng mà chúng ta cũng vỗ tay chung. Dạ. Rất là biết ơn tất cả các anh chị. Biết ơn các con đã đồng hành cùng ba mẹ để học tập. Biết ơn các cô chú anh chị tuổi nghĩ rằng là mình đã tuổi cao nhưng mà vẫn có mặt tại đây để học tập, đồng hành. Thì lộ trình của chúng ta nó đơn giản lắm các anh chị. Lộ trình của chúng ta nó rất là đơn giản. Thì nó vận hành theo cái nguyên lý gì để chúng ta làm cái lộ trình này? Thì chúng ta sẽ vào cái nội dung để hỗ trợ cho tất cả các anh chị làm sao để chúng ta có thể có một cái sự chuyển hóa vượt bậc trong 21 ngày này đây. Nếu 21 ngày này trôi qua thì cái cách sắp xếp của lộ trình này, thì có thể một số anh chị đã từng nhận định như thế này, đó là giống như đã học tập 20 mấy 30 năm, sẽ gọi tên và làm rõ tất cả những gì diễn ra trong nội tâm của chúng ta. Nó được gọi tên, gọi tên và làm rõ, gọi tên và làm rõ những gì diễn ra trong cái cuộc sống của chúng ta hay là trong nội tâm của chúng ta các anh chị. Những gì diễn ra trong nội tâm của chúng ta. Và từ đó cho chúng ta thấu hiểu được chính mình. Trong cái cuộc sống của một con người thì có ba cái hiểu biết quan trọng các anh chị. Đó là hiểu biết về nhân sinh. Hiểu biết về nhân sinh. Hiểu biết về nhân sinh có nghĩa là chúng ta hiểu biết về con người với con người với nhau. Chúng ta có biết, có những cái hiểu biết về nhân sinh. Cái thứ hai là chúng ta có hiểu biết về thế giới, hay còn gọi là nhân sinh quan, thế giới quan.
và chúng ta có hiểu biết về vũ trụ quan. Thì nói về hiểu biết của con người, nó sẽ chia ra hiểu biết về nhân sinh, có nghĩa là hiểu biết về con người, nói chung về con người, hiểu biết về chính mình, hiểu biết về người, hiểu biết về cách đối nhân xử thế, hiểu biết về giữa con người với nhau. Cái thứ hai đó là hiểu biết về thế giới quan, là những hiểu biết về thế giới này. Rồi cái thứ ba đó là hiểu biết về vũ trụ quan. Thì hiện tại chúng ta cho con cái chúng ta học tập ở trường lớp, học tập về khoa học, đi đây đi đó để học tập về cái kiến thức, thì đa phần chúng ta học tập về kiến thức thế giới quan. Nhưng mà đối với tôn giáo mà chúng ta nghiên cứu và tìm hiểu, thì một số tôn giáo đã cung cấp cho chúng ta kiến thức về vũ trụ quan. Nhưng mà cái quan trọng nhất mà chúng ta đáng lẽ sẽ được chia sẻ, được làm rõ, đó là kiến thức về nhân sinh quan, chúng ta cần phải nắm rõ mới đúng. Nhưng mà do chúng ta tập trung vào tìm hiểu về thế giới quan, có một số anh chị tìm hiểu sâu về vũ trụ quan nhưng mà thiếu nền tảng của nhân sinh, nên là hiểu biết rất nhiều nhưng mà cuộc sống cũng không có an vui hạnh phúc được. Đối nhân xử thế trong hôn nhân gia đình, cha mẹ con cái, đồng nghiệp, con người với con người, mình bị vướng mắc, mình bị đau khổ giữa con người với con người, là bởi vì chúng ta chưa có được thấu hiểu được cái kiến thức về nhân sinh. Nếu mà nó có thuật ngữ mà chúng ta có thể dùng như thế này, các anh chị, thuật ngữ mà chúng ta có thể dùng như thế này, nếu chúng ta dám nói được điều này thì nó cũng là một trong những cái là giúp đỡ cho các anh chị có thể thấu suốt, nó tên gọi là thấu suốt nhân sinh. Nếu được điều này thì quá ngon không ạ? Theo các anh chị thì nếu chúng ta có thể thấu suốt nhân sinh thì nó ngon không các anh chị? Nếu mà thấu suốt nhân sinh thì các anh chị cảm giác sao ạ? Nếu được cái này thì ngon hơn các anh chị. Nếu được cái này thì quá ngon. Vậy thì trong 21 này, ngày này là một lộ trình chúng ta đi từng bước để chúng ta thấu suốt nhân sinh. Còn không dám nói với tất cả các anh chị là chúng ta có thể thấu suốt toàn bộ nhân sinh, nhưng mà với những gì cao nhân chỉ điểm, những thiện đại tri thức chỉ dẫn cho chúng ta, những chuyên gia hỗ trợ chúng ta, những thầy cô giúp đỡ cho chúng ta, thì kỳ vọng sau cái sự tổng hợp trong 21 buổi này, chúng ta sẽ từng bước tiếp cận dần 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 dần, và dần dần chúng ta thấu suốt nhân sinh. Thì được như thế này thì nó quá đã không ạ? Vậy thì nếu con của chúng ta, các anh chị cứ hình dung nè, chúng ta học xong 21 buổi, thấu hiểu toàn diện những gì học tập trong 21 buổi này, bất kỳ cái câu hỏi nào của con, của chúng ta về con người, về nhân sinh, thì chúng ta đều có thể cho con được câu trả lời. Thì các anh chị nghĩ sao ạ? Các anh chị nghĩ sao nếu chúng ta làm được điều đó ạ? Còn kiến thức thế giới quan thì mình lên Google mình đánh, mình hỏi người ta. Tại sao hỏi cái gì đó thì lên Google tìm, nếu mà kiến thức thế giới quan. Nhưng mà kiến thức nhân sinh quan là một trong những cái kiến thức không phải tùy tiện tìm kiếm ở trên mạng là có thể có được. Nếu mà con chúng ta hỏi được cái điều đó mà chúng ta sao ạ, hầu như 99% tất cả những câu hỏi về nhân sinh con cái hỏi chúng ta cũng đều biết lý do tại sao và cần muốn thay đổi thì bắt nguồn từ đâu. Thì như vậy thì nó là một trong những cái rất thích. Và vì cái ham muốn đó đó các anh chị, vì cái mong muốn đó đó, nên trong suốt nhiều năm nay, mười mấy năm nay, toàn học tập từ các thầy cô, từ các cao nhân, từ các thiện đại tri thức để hỗ trợ cho toàn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tổng kết lại, hỗ trợ lại. Và tất cả những nội dung trong chương trình này thì hầu như cũng không có gì mới, nhưng mà toàn sẽ hỗ trợ cho tất cả các anh chị gọi tên và làm rõ những cái gì liên quan tới nội tâm của con người, hay gọi là nhân sinh quan của con người. Nếu được thì chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong suốt 21 ngày này. Và đối với ban tổ chức của WIP thì có một cái cam kết là hỗ trợ cho tất cả các anh chị một phần nào đó tiệm cận dần
và thấu suốt được nhân sinh dần. Đây là một cái câu nói Toàn không dám nói trước đây, nhưng mà do may mắn cho chúng ta có cao nhân chỉ điểm, các thiện đại chỉ thức dẫn dắt chúng ta, nên chúng ta tạm thời chúng ta dám nói điều đó trước chút. Để chi? Để từng bước chúng ta làm. Có thể chúng ta nói mà nó chưa tới, thì từ từ chúng ta cũng tiệm cận dần cái sự thấu suốt đó. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta cần phải làm trong suốt lộ trình 21 ngày này. Và Toàn chỉ cần các anh chị phối hợp đơn giản thôi. À, đó là các anh chị cứ thoải mái học tập. Thích đó, thì các anh chị cứ tắt cam, không nhất thiết phải mở cam. Đồ ăn thức uống thì cứ ăn uống thoải mái trong quá trình học tập. Ai đó ghi chép thì các anh chị cứ ghi chép, không ghi chép thì sao ạ? Thì thôi. Các anh chị thích ngủ thì các anh chị cứ ngủ thoải mái, nhưng đừng có tắt, đừng có tắt cái Zoom, và vẫn nghe trong giấc ngủ cũng được. Và Toàn đã chứng minh cho các anh chị trong nhiều năm rồi, đó là suốt 8 năm qua ai đi học mà ngủ cũng chuyển hóa. Nó không có nhất thiết phải chúng ta thức thì mới được, nhưng mà cái tâm trạng của con người chúng ta học tập đó, quan trọng nhất là thoải mái, không có cái gì gò bó hết. Thích thì học, muốn dựa ngủ thì dựa ngủ. Ai ghi chép thì ghi chép, không ghi chép cũng không sao. Tại vì đây là nhận thức của nội tâm, không nhất thiết mà học mà nhớ thì nó mới chuyển hóa đâu. Và học mà hầu như quên hết thì các anh chị còn chuyển hóa hơn nữa. Nên là chúng ta không quan tâm tới cái học tập với cái hình tướng gì, nhưng mà trạng thái nội tâm các anh chị giúp đỡ Toàn, đó là rất là thoải mái, vui vẻ, bình thường gì đó. Không có, nó rất là vui vẻ, thoải mái để chúng ta học. Ngủ cũng được, không quan trọng. Nếu các anh chị cam kết với Toàn về cái trạng thái rất là thoải mái, an vui khi học tập đó, thì Toàn cam kết về một cái lộ trình chuyển hóa của chúng ta trong 21 buổi này. Và nếu được thì rất là cảm ơn tất cả các anh chị đã đồng hành cùng Toàn trong suốt 21 buổi này. Và chúng ta sẽ cùng nhau cái hành trình đó, được không các anh chị ạ? Chúng ta có thể bắt đầu vào cái lộ trình nghe các anh chị, được gọi là lộ trình nâng tầm nhận thức nội tâm. Dạ, thoải mái thôi, tắt cam hay ngủ hay làm gì cũng được hết, ghế dựa hay nằm trên giường, cái gì cũng làm được hết. Và đã minh chứng rất là nhiều khóa học rồi, đó là ngủ thôi cũng chuyển hóa. Nên chúng ta có thể đồng hành cùng với Toàn, cùng nhau để chúng ta có thể bước vào thế giới nội tâm của chúng ta từng bước nghe các anh chị. Và Toàn rất là thích cái thuật ngữ này, đó là thấu suốt nhân sinh. Thì đây là một cái thuật ngữ mà chỉ có những cao nhân người ta mới dám nói cái câu này. Thì Toàn mượn những cái câu nói như thế này để cùng với nhau đồng hành cùng các anh chị. Và một ngày nào đó đẹp trời, bất kỳ cái câu hỏi nào của con chúng ta về nhân sinh, chúng ta đều có thể có được cái câu trả lời cho con cái chúng ta. Thì đó là một trong những cái niềm hạnh phúc của một bậc cha mẹ. Còn thế giới quan thì các thầy cô và xã hội sẽ hướng dẫn. Còn cái vũ trụ quan thì nhân duyên thì các con nó sẽ được học tập sau này. Còn nhân sinh quan thì chúng ta có thể hỗ trợ tốt. Dạ. Thì các anh chị học tập, các anh chị không lo. Ngày hôm nay các anh chị học mà các anh chị có công việc để các anh chị đi, thì ngày hôm sau các anh chị nghe ghi âm lại. Nhưng mà nhớ nghe ghi âm. Tại vì sao? Ngày hôm sau nói chuyện liên quan tới ngày hôm trước, nó là lộ trình mà. Nên các anh chị nghe ghi âm giúp Toàn lại nếu mà cái thời gian học tập nó không trọn vẹn. Nhưng mà khoan hả vội, chúng ta nói thời gian chúng ta không trọn vẹn, mà các anh chị cứ đặt tâm ý dành cho bản thân mình 21 buổi để chuyển hóa toàn diện cái tâm thức của con người chúng ta đi. Thì nếu được như vậy thì quá tốt. Dành 21 buổi cho bản thân mình để chuyển hóa trong tâm thức. Nó có lý do chứ đâu phải là không có lý do. Nếu lớp học không thật sự có sự chuyển hóa thì làm gì hàng tháng đâu có dưới ngàn người học tập đâu. Nó có lý do của nó riêng nó chứ. Và khắp nơi trên thế giới gần 28-30 quốc gia tham gia học tập của chúng ta chương trình này. Vậy thì dĩ nhiên nó sẽ có sự rất là có được một sự chuyển hóa nào đó, người ta mới tham gia hàng tháng chứ. Chứ nếu không thôi ai vô đại học để làm gì? Tuy nhiên, đó là gì? Mỗi con người sẽ có một cái nhận thức nó khác nhau. Nhưng ban tổ chức sẽ hỗ trợ tốt nhất về sự chuyển hóa của tất cả các anh chị trong suốt lộ trình 21 buổi này.
và chúng ta sẽ vào nội dung đầu tiên, đó là gì? Nguyên lý để làm sao chúng ta tham gia vào sự chuyển hóa của chúng ta. Chúng ta ứng dụng nguyên lý gì cho cái sự chuyển hóa của con người chúng ta đây? Các anh chị cứ hình dung đây. Nguyên lý đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm bắt đó là nguyên lý ánh sáng. Nguyên lý đầu tiên là nguyên lý ánh sáng. Thì các anh chị hình dung nè, các anh chị vẽ giúp toàn vô cái tập á. Các anh chị vẽ giúp toàn vô cái tập. Đó là có một ô vuông hình ô hình chữ nhật đi. Đại diện cho một cái căn phòng. Đại diện cho một cái căn phòng. Và toàn xin phép toàn đặt tên cái căn phòng này là phòng tối. Phòng tối. Đại diện cho căn phòng thì toàn xin phép đặt tên phòng này là phòng tối. Căn phòng này là phòng tối. Toàn lấy ví dụ là chúng ta kỳ vọng căn phòng này sáng. Chúng ta kỳ vọng căn phòng này sáng anh chị. Là toàn nói lại ha. Đó là chúng ta có một cái căn phòng, vẽ một ô vuông hình chữ nhật, viết chữ là phòng tối vào. Tại vì các anh chị cho tôi phép toàn lặp lại những thuật ngữ đó và hướng dẫn một số anh chị. Tại vì có một số anh chị bị khiếm thị á, là đang học chương trình của chúng ta, và nhiều anh chị đang học đó. Thì toàn xin phép toàn vừa nói để gợi mở hình ảnh để cho các anh chị đó nắm bắt ha. Có một căn phòng nè. Thì căn phòng đó là hình chữ nhật, chúng ta vẽ lên một cái hình chữ nhật trên tờ giấy, đại diện đó là phòng tối. Mà chúng ta kỳ vọng mong muốn là căn phòng này sáng. Kỳ vọng mong muốn này cả sáng. Thì toàn hỏi các anh chị nghiêm túc nhất, các anh chị trả lời giúp toàn nha. Toàn không có giỡn, không có gì trơn mà hỏi thật sự nha. Đó là có hai cách để chúng ta làm điều này để cho căn phòng nó sáng lên. Một là chúng ta lấy bóng tối ra ngoài. Chúng ta lấy bóng tối đi ra ngoài. Tại vì nguyên tắc ánh sáng với bóng tối á, chỉ không còn bóng tối thì ánh sáng nó sẽ tự hiển lộ. Và cái thứ hai đó là chúng ta đưa ánh sáng vào. Đưa ánh sáng vào. Còn chậm lại chút xíu ha. Đó là có một cái căn phòng tối. Chúng ta muốn phòng này sáng lên. Có hai cách để chúng ta làm. Một là chúng ta lấy hết bóng tối ra ngoài. Chúng ta lấy hết bóng tối ra ngoài. Chúng ta lấy hết cái bóng tối ra khỏi căn phòng. Để chỉ kỳ vọng phòng nó sẽ sáng. Cách thứ hai là chúng ta đưa ánh sáng vào. Thì trong hội trường của chúng ta đây, toàn xin phép dùng từ hội trường. Thành dung là chúng ta đang ngồi chung với nhau. Thì các anh chị, ai sẽ chọn giải pháp thứ nhất và ai sẽ chọn giải pháp thứ hai ạ? Nếu mà chúng ta mong muốn căn phòng này sáng ạ. Đó là gì ạ? Bật đèn lên và đưa ánh sáng vào, đúng không ạ? Và thông thường thì trong cuộc sống chúng ta sẽ tư duy theo cách này. Và nếu chúng ta lấy bóng tối thì có được không các anh chị? Nếu mà nỗ lực lấy bóng tối thì ánh sáng có sáng không ạ? Các anh chị nỗ lực lấy bóng tối thì có sáng không? Nỗ lực bóng tối thì có ánh sáng có sáng được không ạ? Không. À vậy thì chúng ta sẽ chọn giải pháp là đưa ánh sáng vào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chọn giải pháp là đưa ánh sáng vào. Chúng ta sẽ chọn giải pháp đưa ánh sáng vào. Rồi, vậy thì mình mới bắt đầu. Mình coi là trong cái cuộc sống của chúng ta hiện tại. Các anh chị giúp đỡ toàn ha. Các anh chị giúp đỡ toàn, các anh chị vẽ giúp toàn một cái ngôi nhà. Các anh chị vẽ giúp đỡ toàn một cái ngôi nhà. Anh chị giúp đỡ toàn vẽ một cái ngôi nhà. Các anh chị ghi cái từ nội tâm vào. Các anh chị ở bên dưới là các anh chị ghi nội tâm. Trụ cột hai bên thì các anh chị bên trái các anh chị ghi sức khỏe. Bên phải các anh chị ghi là mối quan hệ. Ở trên nóc nhà thì các anh chị ghi chữ tài,
Bên đây chữ 9. Các anh chị ghi giúp Toàn câu vào các anh chị. Nếu đơn giản hóa vấn nạn của con người, các anh chị ghi giúp Toàn. Nếu đơn giản hóa vấn nạn của con người, các anh chị ghi giúp Toàn câu đó. Đó là nếu đơn giản hóa vấn nạn của con người, có nghĩa là con người của chúng ta có rất là nhiều vấn nạn. Một cuộc đời của một con người mênh mông các vấn nạn đến với họ. Nhưng mà nếu chúng ta đơn giản hóa vấn nạn của con người thì con người chúng ta có 4 vấn nạn. Nếu đơn giản hóa vấn nạn của con người thì con người chúng ta có 4 vấn nạn. Vấn nạn thứ nhất là vấn nạn về nội tâm. Vấn nạn thứ hai là vấn nạn về sức khỏe. Vấn nạn thứ ba đó là vấn nạn về mối quan hệ xã hội. Là chậm lại ha. Và vấn nạn thứ tư là vấn nạn về tài chính. Nếu đơn giản hóa vấn nạn của con người thì con người chúng ta có 4 vấn nạn. Vấn nạn của nội tâm, vấn nạn của sức khỏe, vấn nạn của mối quan hệ, vấn nạn của tài chính. Toàn chậm lại, chúng ta thuộc câu này luôn nghe các anh chị. Đó là nếu đơn giản hóa vấn nạn của con người thì con người của chúng ta có 4 vấn nạn. Vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về sức khỏe, vấn nạn về mối quan hệ và vấn nạn về tài chính. Vậy thì mình ngẫm lại à, cuộc đời của con người có cái gì thoát khỏi 4 cái này không? Còn có cái gì nhiều hơn 4 cái này không? Ví dụ ha, chúng ta vừa lớn lên, chúng ta cơm áo gạo tiền, có phải là chúng ta liên quan tới vấn đề tài chính không? Rồi bản thân con người có sức khỏe, rồi mối quan hệ giữa mình với cha mẹ, mình với vợ, với con, mối quan hệ của mình với đồng nghiệp, thì vấn nạn nó phát sinh giữa con người với con người, mối quan hệ thôi. Bản thân chúng ta có mối quan hệ, vấn nạn về sức khỏe đối với bản thân là thân này. Còn nội tâm thì vấn nạn đối với nội tâm của con người chúng ta, và vấn nạn liên quan tới tiền thôi. Nếu chúng ta làm chủ được nội tâm, làm chủ được cả mối quan hệ, làm chủ cả được tài chính và làm chủ cả được sức khỏe, thì có hầu như chúng ta sẽ làm chủ cuộc đời này không ạ? Vậy thì một con người mình hình dung nè, hầu như tất cả các vấn nạn nó cũng không có gì gọi là nhiều hết, nó chỉ có 4 cái thôi. Nhưng mà tại sao nó lại quá khủng khiếp như vậy đối với cuộc đời của một người? Tại sao con người có quá nhiều đau khổ họ phát sinh vậy? Bởi vì các anh chị hình dung nè, ngay giây phút này các anh chị hình dung giúp Toàn nè, có phải nội tâm của con người ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ xã hội của họ không ạ? Theo các anh chị ạ. Các anh chị có cảm giác được nội tâm của con người ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ xã hội của họ không ạ? Lớn nha. Tại sao? Khi nội tâm của chúng ta có vấn đề thì hầu như mối quan hệ xã hội cũng tan rã. Nhưng mà nếu nội tâm của chúng ta lúc nào cũng an vui, lúc nào cũng có sự bao dung, lúc nào cũng có sự trân trọng biết ơn cuộc sống này, thì có phải là mối quan hệ tự kết nối không? Mà mối quan hệ xã hội của con người thì nó lại ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm của người đó, anh chị. Mối quan hệ giữa con người với con người, yêu thương, bao dung cho nhau, sống với nhau rất là đối nhân xử thế nhau rất tốt, thì nội tâm của con người nó cũng tốt theo. Và quan trọng, nội tâm của con người ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, các anh chị. Bởi vì sức khỏe, người ta định nghĩa ngoài cái yếu tố thể chất á, nó còn có yếu tố quan trọng nữa là yếu tố tinh thần. Vậy thì nội tâm của một con người mà có một sự an vui thì tự khắc sức khỏe của người đó nó sẽ tự tốt. Nhưng mà sức khỏe của một con người cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm của chính họ. Và nội tâm của con người trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của họ. Và tài chính của con người cũng ảnh hưởng rất lớn đến nội tâm. Khi chúng ta buồn á các anh chị, khi chúng ta buồn, chúng ta khóc, mà nếu chúng ta khóc được ở một cái bãi biển ở Hawaii thì nó cũng khác hơn là khóc ở một góc nhà. Và có tiền, có tài chính chút xíu
thì nó cũng đỡ hơn cho nội tâm chúng ta, nó cũng là một cái khía cạnh chúng ta đỡ lo lắng, đúng không ạ? Nhưng mà hay nữa các anh chị, đó là gì? Tài chính của con người thì nó lại ảnh hưởng cũng trực tiếp đến mối quan hệ xã hội. Nhưng mà mối quan hệ xã hội thì ảnh hưởng rất lớn đến tài chính của một người. Và tài chính của một người thì ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của họ. Và sức khỏe thì cũng ảnh hưởng đến tài chính. Người ta tính toán nếu một con người mất đi sức khỏe thì hầu như á, là 70-80% những gì họ kiếm được á, trong quá khứ hầu như nó tan đi lúc nào không biết. Và cuối cùng cả một cuộc đời của một con người làm là phục vụ cho y bác sĩ, phục vụ cho bệnh viện. Tại sao? Bởi vì hầu như cũng mất hết tiền trong cái cuộc đời mình nỗ lực. Nhưng một người khỏe mạnh thì họ bảo vệ được tài chính của họ hơn. Và sức khỏe của con người ảnh hưởng cũng trực tiếp đến mối quan hệ xã hội của họ. Năng lực yêu đương của một người có hay không nó lệ thuộc vào sức khỏe của họ rất lớn. Nếu ông bà mà tuổi tương đối mà lại có sức khỏe tốt thì hoàn toàn có thể vui vẻ chơi đùa với con cái. Thì lúc thời điểm đó mối quan hệ xã hội nó sẽ khác. Mà mối quan hệ xã hội người ta đã chứng minh cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe của một người. Bởi vì ngoài yếu tố tinh thần lúc nãy Toàn chia sẻ thì yếu tố tương tác xã hội giữa con người với con người nó cũng quyết định chất lượng sức khỏe của một người. Nên là thể chất, tinh thần và xã hội là ba yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy thì do sao ạ? Nó có mối tương quan quá mật thiết giữa các yếu tố với nhau. Nên chúng ta cảm giác được một điều, đó là con người quá nhiều vấn nạn. Do chúng ta có sự mối tương quan giữa các bốn yếu tố này với nhau quá nhiều, tương quan mật thiết, nên con người chúng ta cảm giác con người chúng ta có nhiều vấn nạn. Nếu chúng ta chịu đơn giản hóa vấn nạn thì con người chúng ta chung quy lại có bốn vấn nạn là chính. Vậy thì ứng dụng cái nguyên lý này chúng ta ứng dụng kiểu sao đây? Ứng dụng kiểu sao đây? Toàn bắt đầu Toàn dẫn dắt hỗ trợ cho các anh chị ứng dụng nguyên lý này. Vậy thì khi vấn nạn vừa phát sinh trong cái cuộc đời của một người thì chúng ta hình dung có phải là bóng tối nó đang tồn tại không? Toàn chậm lại, Toàn nói với các anh chị. Đó là khi vấn nạn phát sinh cuộc đời của một con người, vấn nạn phát sinh có phải là tương tự bóng tối không? Tương tự bóng tối của họ không? Các anh chị hình dung không ạ? Có nghĩa là vấn nạn phát sinh cho một con người thì tương tự là họ đang gánh chịu một cái bóng tối của cuộc đời họ. Vậy thì thông thường chúng ta có phải là nỗ lực giải quyết vấn nạn không các anh chị? Các anh chị, có phải là chúng ta nỗ lực giải quyết vấn nạn không? Vậy thì nỗ lực giải quyết vấn nạn thì theo nguyên lý của ánh sáng thì chúng ta có phải là nỗ lực lấy bóng tối ra ngoài không ạ? Có phải là chúng ta nỗ lực lấy bóng tối ra ngoài không? Vậy thì nếu nỗ lực lấy bóng tối ra ngoài thì có làm cho căn phòng sáng hơn được không các anh chị? Có làm cho căn phòng sáng hơn được không? Không. Vậy thì nên cuộc đời của một con người cứ đi nỗ lực lấy bóng tối thì cái cuối cùng cái kết quả là sao? Bóng tối nó ngập tràn xuyên suốt. Sau khi lấy bóng tối này thì bóng tối khác nó đến, lấy bóng tối này thì bóng tối khác nó đến, lấy bóng tối này thì bóng tối khác nó đến, lấy bóng tối này thì bóng tối khác nó lên. Tuổi nhỏ thì bóng tối theo cửa nhỏ, tuổi lớn thì bóng tối theo cửa lớn. Kết hôn bóng tối theo kiểu kết hôn, sanh con đẻ cái thì bóng tối theo kiểu sanh con đẻ cái, lớn lên thì bóng tối theo kiểu bóng tối lớn lên, công ăn việc làm cứ bóng tối nó suốt luôn. Và thông thường con người chúng ta sẽ không vượt thoát được cái bóng tối của chính mình nếu chúng ta sao nỗ lực lấy bóng tối. Và thông thường con người chúng ta lại không để ý được một điều, nội tâm chính là nền tảng ở bên dưới, trụ cột là sức khỏe, mối quan hệ và tài chính là nóc nhà. Nhưng mà con người thông thường thì bắt đầu cuộc đời của họ bằng cái nóc nhà, là họ sẽ nỗ lực đi kiếm tiền và kỳ vọng rằng là cuộc sống nó sẽ tốt. Và cuối cùng thì đa phần chúng ta xây nhà trên nóc. Và chúng ta đang hình dung là chúng ta đang dùng tài chính để giải quyết cái gì ạ? Dùng tài chính để giải quyết cuộc đời của một con người. Nên nó có một cái thuật ngữ đặc biệt mà chúng ta cần phải nắm ở đây trước khi chúng ta hiểu được nguyên lý ánh sáng bóng tối nha các anh chị. Nó thuật ngữ nó tên gọi là chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống. Chất lượng cuộc sống của một người.
Thông thường thì chúng ta tư duy đó là chúng ta dùng tiền đi làm kiếm tiền thật là nhiều để kỳ vọng á là mang đến chất lượng cuộc sống tốt, để kỳ vọng mang đến chất lượng cuộc sống tốt. Mà chất lượng cuộc sống của con người được định nghĩa đơn giản như thế này các anh chị, đó là bạn có sức khỏe tốt không? Bạn có nội tâm á, của bạn có sự an vui không? Và mối quan hệ xã hội của bạn giữa con người mối quan hệ xã hội tốt đẹp không? Nếu bạn có được ba điều này thì định nghĩa bạn có chất lượng cuộc sống tốt. Và nếu một con người có mối quan hệ xã hội rất tốt, nội tâm của họ an vui, sức khỏe họ tốt, thì theo các anh chị, việc họ có tiền nó trở nên đơn giản không? Theo các anh chị, các anh chị suy nghĩ chậm chút xíu, suy nghĩ giúp Toàn. Nè, Toàn nói với các anh chị, nội tâm của một người đó rất là an vui, rất là an vui, mối quan hệ xã hội của họ rất là thâm tình với nhiều con người, sức khỏe của họ rất tốt, thì việc có tiền nó thuận lợi không các anh chị? Họ có tài chính nó thuận lợi không? Nó đơn giản để có được tài chính không? Có, nếu họ muốn có tiền, đúng không ạ? Nhưng mà một thông thường thì con người sẽ kỳ vọng kiếm tiền để kỳ vọng sao ạ? Để kỳ vọng sao các anh chị? Mua lại sức khỏe. Kỳ vọng của con người kiếm tiền để đổi mối quan hệ xã hội, và kỳ vọng của con người kiếm tiền để làm gì ạ? Đó là họ nuôi dưỡng lại nội tâm của chính họ, làm sao cho họ an tâm hơn. Kiếm tiền để tìm kiếm sự an tâm chứ không phải tìm kiếm cái sự an vui. Nên cuối cùng cái kết quả đó là không tập ngọ xem đích đến là tiền, mà quên tiền là công cụ phương tiện để chúng ta mang lại chất lượng cuộc sống tốt cho chúng ta. Nên nếu nhận thức của con người hiểu được điều đó thì chúng ta không phải đi dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề trong cái cuộc sống của mình, mà công cụ phương tiện để chúng ta làm cho chất lượng cuộc sống chúng ta tốt hơn thôi. Và khi chúng ta có sao ạ? Có được sức khỏe tốt, nội tâm tốt, mối quan hệ xã hội tốt, thì đâu đó chúng ta lại dư được tài chính không ạ? Có khả năng dư ra được tiền. Các anh chị nắm ý này không ạ? Nên có những cái mối quan hệ xã hội, có những cái vấn đề sức khỏe, có những vấn đề nội tâm mà tốt rồi thì chúng ta sẽ giải quyết được rất là nhiều vấn đề. Và khi đó có tiền nữa thì nó là số 1. Tại sao? Bởi vì khi có tiền nữa thì sao? Thì chúng ta sẽ đơn giản làm được những nhiều điều tốt đẹp hơn. Nên là đích đến không phải là tài chính, mà tiền chính là công cụ phương tiện để chúng ta có được chất lượng cuộc sống tốt. Được không ạ? Nắm ý này không? Thì nếu mà chúng ta nắm bắt được điều đó thì chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề, bốn cái vấn nạn chính của chúng ta bắt nguồn từ nội tâm. Chúng ta sẽ xây dựng các trụ cột về sức khỏe, mối quan hệ. Song song đó chúng ta sẽ liên quan tới tài chính. Ai đã có nóc nhà vững bền rồi thì các anh chị xây dựng trụ cột và nội tâm lại, nền tảng lại. Ai chưa có tài chính thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xây dựng nội tâm và trụ cột của sức khỏe và mối quan hệ lại, để chúng ta từ đó chúng ta chinh phục được cái này. Nhưng mà nếu chúng ta đi giải quyết vấn nạn của cuộc đời của mình thì đồng nghĩa với chúng ta đang nỗ lực lấy bóng tối. Vậy thì cách nào đây để chúng ta có thể thoát khỏi được cái bẫy của nội tâm này, cái bẫy của cuộc sống này đây? Đó là một nguyên lý cực kỳ đơn giản thôi. Đó là chúng ta đưa ánh sáng vào các anh chị. Thay vì nỗ lực vấn nạn thì các cao nhân đã chỉ điểm cho chúng ta. Đó là cách chúng ta đưa ánh sáng vào. Các anh chị giúp đỡ Toàn vẽ căn nhà bự hơn chút xíu các anh chị. Các anh chị vẽ căn nhà bự hơn chút. Các anh chị vẽ căn nhà bự hơn chút. Các anh chị ghi bên dưới này cái chữ nội tâm giúp Toàn. Tương tự như vậy, trụ cột bên trái các anh chị ghi chữ sức khỏe. Trụ cột bên phải các anh chị ghi từ mối quan hệ. Trụ cột nữa các anh chị ghi tài chính.
Rồi. Các anh chị giúp đỡ Toàn đây. Bắt đầu đây. Thay vì chúng ta đi giải quyết vấn đề nội tâm, giải quyết vấn đề tài chính, giải quyết vấn đề mối quan hệ và giải quyết vấn đề sức khỏe, thì các anh chị giúp đỡ Toàn. Các anh chị thắp 7 cái ngọn đèn này lên giúp Toàn để cho căn nhà này nó tự sáng. Và các anh chị vẽ giúp Toàn giống như cái mai rùa vậy đó, một cái hình lục giác. Các anh chị vẽ túi ra. Đây. Các anh chị ghi một cái thuật ngữ ở bên dưới, nền tảng bên dưới của nội tâm. Các anh chị ghi từ trí tuệ. Các anh chị ghi từ tâm thái. Các anh chị ghi cái từ nhân cách. Các anh chị ghi cái từ phẩm chất. Các anh chị ghi cái từ năng lực. Các anh chị ghi cái từ thể chất. Các anh chị ghi cái từ vật chất giúp Toàn. Một số anh chị nào đó mà nghe cái tiếng viết viết này nè, lên tờ giấy này mà nó kêu kẹt kẹt á, các anh chị cảm thấy khó chịu, các anh chị thông cảm cho Toàn. Tại vì nhiều khi sức khỏe của mình á, nó có một số cái vấn đề liên quan tới lá gan hay là gì đó, nên tiếng kêu két két á, nó làm cho mình cảm thấy bực bội. Thì các anh chị có thể đút Toàn viết, các anh chị có thể né né chút xíu giúp Toàn. Dạ, có một số người cái tiếng viết chữ trên đây nè là làm cho họ đau đầu à, nên các anh chị chú ý giúp Toàn chút xíu, thông cảm cho Toàn là viết trên đây nói. Dạ. Rồi, chúng ta tiếp tục nè. Các anh chị ghi vô hết rồi. Đó là gì? Nền tảng bên dưới các anh chị ghi từ trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất và vật chất. Dạ, vậy nếu không nghe thấy thì quá tốt ha. Cảm ơn các anh chị. Làm lại ha. Trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, năng lực, thể chất và vật chất. Các anh chị cứ hình dung chúng ta thắp 7 cái ngọn đèn này trong một cái ngôi nhà. Và các ngọn đèn này nó tương trợ cho nhau. Các anh chị cứ hình dung như thế này. Ví dụ ha. Ví dụ có một cây đèn. Có một cái ngọn đèn. Rồi, các anh chị thấy ngọn đèn như thế này. Này các anh chị, nó sẽ sáng ra đúng không? Nó sẽ túa sáng ra ngoài. Ánh sáng nó túa ra. Ánh sáng nó túa ra ngoài. Các anh chị hình dung ha. Thì cái chân đèn của nó, cái chân đèn của nó theo các anh chị, cái chân đèn của nó vẫn có bóng tối không? Các anh chị hình dung chân đèn của nó vẫn có bóng tối không ạ? Các anh chị hình dung thử. Nên là một người có vĩ đại như thế nào trong nhân loại này,
thì vấn nạn của họ vẫn có khả năng phát sinh, bởi vì họ không thể xử lý, tự xử lý bóng tối của chân đèn của họ được. Nên có rất là nhiều người đi thắp sáng ngọn đèn cho rất là nhiều con người, nhưng mà bản thân vấn nạn của họ cũng không giải quyết được một cách triệt để. Thì một con người chúng ta cứ hình dung, nếu chúng ta thắp sáng, ví dụ như các anh chị chọn, các anh chị nói trí tuệ là số 1, các anh chị nói trí tuệ là số 1, trí tuệ là số 1, và các anh chị nói có trí tuệ thôi là đã ngon rồi, hay là tài chính vật chất là số 1. Nên cuối cùng sao ạ? Chúng ta thắp đúng có một ngọn đèn thôi, nên chân đèn nó sao? Nó vẫn có bóng tối. Nắm cái ý này không ạ? Nên là chúng ta gì ạ? Ngoài cái chuyện thắp ngọn đèn trí tuệ, chúng ta còn thắp luôn ngọn đèn tâm thái, thắp luôn ngọn đèn nhân cách, thắp luôn ngọn đèn phẩm chất, thắp luôn ngọn đèn năng lực, thắp luôn ngọn đèn thể chất, và thắp cả ngọn đèn vật chất. Thì 7 ngọn đèn này nó tương trợ cho nhau, thì ánh sáng của chân đèn nó sẽ soi cho nhau. Thì từ từ sao ạ? Thì vừa căn nhà vừa sáng, mà chân đèn nó lại không có bóng tối. Nắm cái ý này không? Bên con người mình vĩ đại cỡ nào đi nữa, thì nói thật ra mình có là một cái cây cổ thụ hay vĩ đại như thế nào nữa, thì một cái cây đèn cày nhỏ thôi, soi cái chân mình thôi, mình cũng sáng chân mình. Hả? Nên đó là chúng ta hiểu được cái nguyên lý. Đó là nếu chúng ta làm giàu, các anh chị ghi giúp đỡ Toàn. Nếu chúng ta làm giàu trí tuệ, anh chị ghi giúp Toàn cái. Nếu chúng ta làm giàu trí tuệ, 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 làm giàu tâm thái, nếu chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, nếu chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, nếu chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực, làm giàu thể chất, làm giàu vật chất, hay còn gọi là 7 sự giàu toàn diện, hay còn gọi là 7 sự giàu toàn diện, hay còn gọi là 7 sự giàu toàn diện, 7 sự giàu toàn diện, hay còn gọi là 7 sự giàu toàn diện. Thì vấn nạn của cuộc đời, vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về sức khỏe, vấn nạn về mối quan hệ và vấn nạn về tài chính sẽ giảm thiểu nhất có thể. Nếu chúng ta làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, làm giàu năng lực, làm giàu thể chất, làm giàu vật chất, hay còn gọi là 7 sự giàu toàn diện, thì vấn nạn về nội tâm, vấn nạn về sức khỏe, vấn nạn về mối quan hệ, vấn nạn về tài chính giảm thiểu nhất có thể. Hiểu ý không ạ? Có nghĩa là nó giảm thiểu nhất có thể. Chúng ta đang bóng tối mà, chúng ta thắp đèn lên thì có phải là nó trải dài ra thì trong ngôi nhà nó sáng dần lên hết không ạ? Thì nó sẽ sáng đều hết trơn cho chúng ta. Thì nó được gọi là 7 sự giàu toàn diện. Vậy thì một lần nữa tôi nhắc là 7 sự giàu toàn diện là gì? Đó là thông thường nghe các anh chị hình dung nè. Người ta định nghĩa về sự giàu có của con người là người ta tập trung vào vật chất nè. Vật chất là con người có đầy đủ thì người ta thấy giàu nè. À, nhưng người ta quan sát nữa, vậy thì con người đó có thể chất tốt nữa mới giàu. Nếu mà vật chất tốt mà sức khỏe bằng kém thì sao? Thì cũng không thể nào giàu được. Nhưng mà ta nói, còn năng lực nữa. Năng lực, một con người có năng lực, có thể chất tốt và có vật chất tốt, thì người ta đánh giá người đó giàu.
Thì ba cái yếu tố này nè, các anh chị hình dung ba cái yếu tố này là những này, những cái này là nó cân đo đong đếm được, cân đo đong đếm được, nên người ta gọi đây là yếu tố vật chất. Vậy thì một con người giàu vật chất, giàu thể chất và giàu năng lực thì gỗ chung là người đó có sự giàu có về vật chất, bởi vì những cái đó cân đo đong đếm được, nên mình hình dung được, mình có thước đo cho nó, mình gõ nét hen, thấy được, cảm nhận được mọi cái, thì làm cho con người chúng ta giàu có hiện nay được định nghĩa là một người giàu về vật chất. Nhưng nếu một con người mà họ làm giàu phẩm chất của họ, làm giàu phẩm chất nè, làm giàu cái nhân cách, làm giàu tâm thái, làm giàu trí tuệ, thì bốn cái giàu này nó không có cân đo đong đếm được thông thường. Nên cái yếu tố này nè, người ta gọi là yếu tố giàu có phi vật chất. Chúng ta giàu phi vật chất. Chúng ta giàu phi vật chất. Ở đây cái câu toàn dùng á, giảm thiểu nhất có thể, ở đây có một người chị hỏi nè, giảm thiểu nhất có thể tức là vẫn còn xíu bóng tối đúng không thầy ạ? À? Thì mình không dám nói hết hoàn toàn bóng tối các anh chị. Tại vì nếu mà con người mà dám nói vấn nạn của tôi không bao giờ có nữa thì nó quá ngạo mạn nội tâm đi. Nên thôi, mình vẫn dùng cái từ để cho các anh chị cứu mạng chúng ta trong tương lai, đó là giảm thiểu nhất vấn nạn có thể. Chứ bản chất nếu chúng ta thắp sáng toàn diện, bảy sự giàu toàn diện này thì hầu như vấn nạn sẽ không còn nữa. Nếu lúc nào cũng giữ ánh sáng xuyên suốt thì chúng ta chỉ có dám nói cái đó thôi. Đó, nên là gì? Chúng ta chú ý cái đó. Rồi, ở đây các anh chị hình dung nè, xã hội thông thường chúng ta sẽ đánh giá một con người có được của cải vật chất tiền của, có được thể chất tốt và có được năng lực tốt, và tất cả những này đều cân đo đong đếm một cách đơn giản và có tiêu chuẩn của xã hội hết. Nên là gì? Chúng ta được gọi là người đó là người giàu vật chất. Còn những yếu tố về trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất của con người là yếu tố phi vật chất của con người. Nếu người nào làm giàu được bốn yếu tố này được gọi là làm giàu yếu tố phi vật chất. Các anh chị nắm ý toàn vừa nói không? Nắm ý toàn vừa nói không ạ? Nè, chậm lại chút xíu nè. Thông thường hiện nay của chúng ta, chúng ta nói người đó giàu quá. Các anh chị nói người đó giàu quá rồi. Người đó giàu quá. Sao người đó giàu quá? Thì các anh chị nghĩ đây, người đó đang có cái gì ạ? À? Nếu mà mình nói người đó giàu quá thì người đó đang có cái gì các anh chị? Giàu về gì? Tiền. Giàu về tiền, về của cải. Có phải không? Giàu về vật chất. Thường là của cải, tiền của nhiều thì người ta nói người đó giàu quá. Sao người đó giàu quá? Tiền người đó giàu quá. À, nhưng mà nếu mà chỉ có vật chất của cải không thì người ta đánh giá cũng chưa cao đâu. Hiện tại xã hội người ta cũng bắt đầu văn minh lên rồi, người ta mới thấy là gì? À, cái người đó phải có sức khỏe tốt nữa. Người đó giàu mà sức khỏe kém mà cũng trở nên vô nghĩa chứ làm được cái gì đâu. Nhưng mà người đó thể chất rất tốt và khỏe mạnh nghe, và năng lực của người đó rất là vượt trội thì người đó rất là giàu. À, tại sao? Của cải vật chất của họ, sức khỏe tốt và năng lực tốt, họ có thể tạo ra được. Nghe, nên là người ta đánh giá một người thật sự là giàu về vật chất là trọn vẹn cả năng lực, thể chất và vật chất. Nhưng đâu đó các anh chị ạ, còn yếu tố phi vật chất bên trong một con người nữa mới quyết định sự giàu có thật sự của người đó. Toàn sẽ lấy ví dụ để toàn cho các anh chị hiểu được một con người giàu thật sự là như thế nào nha. Để chi? Khi chúng ta giàu thì vấn nạn nó sẽ giảm lại, và chúng ta không đồng hóa khái niệm giàu chỉ là giàu của cải nữa, mà từ giờ trở đi chúng ta nói cái từ giàu là có nghĩa là chúng ta có thể giàu trí tuệ, giàu tâm thái, giàu nhân cách, giàu phẩm chất, giàu năng lực, giàu thể chất, cải giàu vật chất. Và con người chúng ta phấn đấu để trở nên giàu toàn diện,
7 sự giàu toàn diện là nằm ở đây. Vậy thì ý nghĩa nó như thế nào đây? Bắt đầu các anh chị giúp đỡ Toàn ghi hai chữ thôi. Các anh chị ghi cái từ vật chất. Các anh chị ghi cái từ vật chất và Toàn hướng dẫn cho các anh chị thấu hiểu cái này. Các anh chị ghi cái từ phi vật chất. Này, các anh chị ghi giúp Toàn nha. Phi vật chất hóa tất cả những gì liên quan tới vật chất. Các anh chị ghi giúp Toàn. Phi vật chất hóa những gì liên quan tới vật chất. Phi vật chất hóa những gì liên quan tới vật chất. Phi vật chất hóa những gì liên quan tới vật chất. Các anh chị giúp Toàn ghi là phi vật chất hóa những gì liên quan tới vật chất. Phi vật chất hóa những gì liên quan tới vật chất. Phi vật chất hóa những gì liên quan tới vật chất. Phi vật chất hóa những gì liên quan tới vật chất là ý nghĩa sao ta? Phi vật chất hóa những gì liên quan tới vật chất. Các anh chị quan sát nè, có một số cái sản phẩm dịch vụ trên thế giới người ta đã phi vật chất hóa nó không ạ? Ví dụ như các túi sách nè, họ nói phiên bản đó là do nhà thiết kế gì thiết kế như sao, và cái phiên bản đó là phiên bản giới hạn trên toàn cầu như thế nào. Phiên bản đó là phiên bản giới hạn trong toàn cầu như thế nào. Và phiên bản đó là phiên bản gì? Kiểu như sao? Trên thế giới này á, là có 20 người hay 30 người sở hữu nó. Thì khi sở hữu nó, giá trị con người của chúng ta sẽ ra sao? Nên có phải là một cái sản phẩm giá như vậy, nó bắt đầu nó đội giá cao lên không? Đội giá cao lên khi bán cho chúng ta không? Hoặc một cái đôi giày có phiên bản giới hạn kiểu sao, hay là sản phẩm dịch vụ đó ra đời, người ta đã thổi yếu tố phi vật chất vào. Lấy ví dụ đơn giản hơn, đó là các anh chị ví dụ như nấu một mâm cơm cho người thân yêu của mình. Các anh chị nấu một mâm cơm cho người thân yêu ha. Vậy thì khi chúng ta nấu một mâm cơm cho người thân yêu, sau đó các anh chị mới nói với con là gì? Mẹ đã mua cái, con thích ăn cái món ăn này nè, mẹ đi chợ mẹ đã thấy như thế nào, mình để tình yêu thương vào, để sự quan tâm yêu thương con cái vào, và ăn một cái món ăn mình đã sắp đặt ra sao, nấu ăn như thế nào, các anh chị đặt tâm ý của mình vào cái ăn uống, cái nấu ăn, sau đó nói cho người thân yêu của mình biết được cái điều đó. Hoặc là các anh chị tặng một món quà cho mẹ mình về yến xào hay cái gì đó, cái bắt đầu các anh chị nói là gì? Mẹ ơi, yến xào nè, ăn đi. Nó khác với việc chúng ta nói là gì? Mẹ, con thấy mẹ sức khỏe như thế này, thế này, thế này, thì con nghiên cứu về các dưỡng chất, thì trong đó có yến xào có thể hỗ trợ được cái này, cái này, cái này, cái này, cái này, cái này sao? Thì cuối cùng cái kết quả là chúng ta thổi yếu tố phi vật chất vào, thì làm cho giá trị của cái sản phẩm dịch vụ hay là cái việc chúng ta làm á, nó tăng trưởng lên. Vậy thì ai ở đây tới thời điểm này các anh chị còn giữ lại chiếc xe mà ngày xưa mà các anh chị chạy đầu tiên, con xe cái gì đó các anh chị còn giữ mà bây giờ không chạy gì hết, vẫn để đó không? Có chiếc xe không? Các anh chị còn giữ chiếc xe đó không? Có ai còn giữ chiếc xe mà ngày xưa chúng ta có? Chúng ta còn giữ ha. Có còn giữ xe đạp nè. Giờ không chạy nữa, thể chạy được nữa nhưng mà vẫn giữ chiếc xe. Vậy thì tại sao nó có thời gian trường tồn bên cạnh mình quá vậy? Có phải là các anh chị trân trọng biết ơn nó không? Các anh chị trân trọng biết ơn nó không?
Các anh chị có còn giữ lại kỷ niệm không? Kỷ niệm ngày xưa, rồi những cái căn nhà cái, gọi là căn nhà cái ngày xưa chúng ta mua, chúng ta còn giữ lại. Vậy thì có phải chúng ta đã vô tình thổi yếu tố phi vật chất vào trong cái đồ vật mà chúng ta đang dùng không? Vậy thì nếu một căn nhà, nếu chúng ta thổi yếu tố phi vật chất vào thì cái nhà đó nó luôn mới không các anh chị? Nó luôn mới và nó sẽ tồn tại lâu dài. Vậy thì căn nhà nó luôn mới khi chúng ta thổi yếu tố phi vật chất vào. Vậy thì khi chúng ta thổi phi vật chất vào cái vật chất mà chúng ta đang sở hữu thì giá trị của cái vật chất đó nó tăng trưởng. Nên có một số người á, họ đã thổi yếu tố phi vật chất vào cái sản phẩm dịch vụ của chính họ thì làm cho người ta trân quý cái sản phẩm dịch vụ đó hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ có nói yếu tố vật chất đơn thuần thì làm sao ạ? Thì nó chỉ là giá của thị trường thôi. Còn nếu chúng ta thổi yếu tố phi vật chất vào thì nó đội lên cái giá đó là trở nên vô giá trong mắt của người khác. Vậy thì một người nào biết thổi yếu tố phi vật chất vào yếu tố phi vật chất vào vật chất mà mình sở hữu thì cái người đó trong tương lai sở hữu bất kỳ điều gì cũng là mơ ước của ai ạ? Mơ ước của vạn người. Các anh chị có thể ghi câu đó vào giúp Toàn. Một người nào mà biết thổi yếu tố phi vật chất vào vật chất mà họ sở hữu thì vật chất họ sở hữu trở thành ước mơ của vạn người. Có nghĩa là vạn người mong muốn sở hữu cái vật chất mà họ đang sở hữu. Có nghĩa là một người nào đó biết thổi yếu tố phi vật chất vào vật chất mà họ đang sở hữu thì vật chất của họ sở hữu là ước mơ của vạn người. Ví dụ ha, họ có vợ họ có chồng. Nếu mà chồng vợ đơn thuần thôi thì yếu tố vật chất, nhưng cái người đó biết thổi yếu tố phi vật chất vào người chồng người vợ mình thì họ trở thành là gì? Người chồng người vợ của họ trở thành ước mơ của vạn người sở hữu. Vạn người sở hữu ở đây không phải là họ sở chiếm hữu nó, mà là họ cảm giác được việc cái người đó sở hữu cái đồ gì đó nó đều có quý giá riêng của nó. Và họ sở hữu công ty, sở hữu dự án, sở hữu cái sản phẩm dịch vụ gì thì đều là mơ ước của vạn người. Và họ đồng hành cùng mối quan hệ xã hội cũng vậy. Ví dụ họ có nhiều nhân viên bên cạnh thì nhân viên của người đó trở thành mơ ước của vạn người nếu họ biết thổi yếu tố phi vật chất vào. Anh chị nắm ý Toàn vừa nói không? Anh chị nắm cái ý Toàn vừa nói không ạ? Ví dụ như vậy nè, một cái lãnh đạo của một công ty, một mình một ông chủ của công ty có rất là nhiều nhân viên bên cạnh mình cống hiến gánh vác để làm việc thì mình chỉ có nói là gì, người đó làm được cái này làm được cái kia đơn thuần là yếu tố vật chất thôi thì bình thường. Nhưng nếu mà người sếp đó biết thổi yếu tố phi vật chất vào thì cái người nhân viên của người đó trở thành người mà nhiều con người thấy người đó đồng hành gánh vác cùng cái người lãnh đạo đó thì mơ ước là tôi sẽ sở hữu được nhân viên tương tự như vậy. Các anh chị nắm ý này không? Thì đó là mơ ước của vạn người muốn sở hữu đó. Rồi, ngay cả cái người đó sở hữu dự án, sở hữu vật chất, sở hữu bất kỳ cái điều gì, nếu miếng thổi được yếu tố phi vật chất vào thì những gì họ sở hữu đó là ước mơ của vạn người. Nên các anh chị để ý nè, các anh chị hình dung ha. Một người nào đó họ có một căn nhà, họ có một căn nhà, họ rất là chăm chút vào cái ngôi nhà của họ. Họ tư duy từng ly từng tí đến cái việc là toilet, là mua cái toilet sao, họ chà rửa toilet sạch sẽ như thế nào, trân trọng biết ơn kiểu như sao. Trân trọng biết ơn sao? Và họ từng trân quý từng cái tấm rèm, từng một cái ghế salon. Họ nói được bối cảnh của ghế salon đó là họ mua ở đâu, đi dịp nào mà họ mua ghế salon. Một cái đèn ngủ á, là đèn ngủ hiệu gì, tại sao họ mua cái đèn ngủ và họ đặt để ở đó. Một cái thiết kế nào đó của họ đặt để như thế nào. Thì một người nào đó lại họ muốn bán căn nhà đó, một người nào đó vừa lại tiếp xúc với họ
thấy họ trân quý ngôi nhà như vậy thì các anh chị thấy được giá trị giá cả mà họ bán cái căn nhà đó hầu như là cao hơn so với bình thường không? Các anh chị có hình dung không? Cái căn nhà đó họ bán có thể cao hơn so với thị trường bình thường không? Và người mua người ta cũng không có dám trả giá nó quá nữa. Tại vì thấy người đó sao ạ? Thương yêu căn nhà quá. Thấy người đó đưa yếu tố phi vật chất vào căn nhà nhiều quá. Thì bây giờ lại trả giá kiểu sao nó kỳ quá. Không trả giá được. Là bởi vì sao? Cái người đó đã rất là yêu thương căn nhà như vậy. Và mình đúng là thật sự vừa đến căn nhà rất là sạch sẽ. Từng miếng gạch kiểu sao. Cái công tắc đèn như thế nào họ đã tư duy hết rồi. Họ đã thổi yếu tố phi vật chất vào rồi. Và do bối cảnh gì đó mà họ muốn bán căn nhà này thôi. Thì có phải là giá trị của căn nhà đó trở nên vô giá trị không? Có nghĩa là vô giá không? Không phải là tùy tiện có thể mua được nó. Có nhân viên mới mua được. Và người mua họ còn nói một câu phước báo lắm á, thì tôi mới mua được căn nhà này từ người đó. Không phải không? Các anh chị có hình dung được ý này không? Nên là gì? Ý nghĩa của việc một con người có khả năng thổi yếu tố phi vật chất vào vật chất á, thì cái người đó những cái gì họ sở hữu trở nên là ước mơ của hàng vạn người. Ý nghĩa là như vậy. Nắm được ý này không? Và cái hay nữa đó là về nhân tài cũng vậy, con người bên cạnh của họ cũng vậy. Đó là khi họ thổi yếu tố phi vật chất vào rồi thì trở thành ước mơ của vạn người muốn sở hữu một cái nhân viên như vậy. Nắm ha, nắm cái ý này ha. Đó là cái ý của phi vật chất hóa vật chất. Vậy thì đặt ra câu hỏi rất đặc biệt như thế này. Vậy thì nếu mà chúng ta một cái vật chất đơn thuần được đưa yếu tố phi vật chất vào thì giá trị vật chất của nó đã rất cao rồi. Vậy thì nếu một con người được đưa yếu tố vào trí tuệ, vào tâm thái, vào nhân cách, vào phẩm chất vào thì theo các anh chị con người đó trở nên vô giá không? Chuyện gì xảy ra nếu bây giờ con của chúng ta được đưa yếu tố phi vật chất vào, đó là con của chúng ta trở nên giàu trí tuệ hơn, giàu tâm thái hơn, giàu nhân cách hơn và giàu phẩm chất hơn, thì con người đó các anh chị nghĩ như sao? Các anh chị suy nghĩ thử coi, nếu chúng ta đưa yếu tố phi vật chất vào. Rồi, nếu chuyện gì xảy ra khi chồng của mình hay vợ của mình mà được thổi yếu tố phi vật chất này vào thì sao các anh chị? Các anh chị nghĩ thử. Nếu chuyện gì xảy ra khi con chúng ta, chồng chúng ta, vợ chúng ta có yếu tố trở nên giàu trí tuệ hơn, trở nên giàu tâm thái hơn, trở nên giàu nhân cách hơn, trở nên giàu phẩm chất hơn, thì được thổi yếu tố phi vật chất đó vào con người đó, thì các anh chị thấy con người đó trở nên sao ạ? Vô giá. Giá trị của người đó, giá trị thương hiệu của người đó rất cao. Vậy thì nếu bây giờ các anh chị có 100 nhân viên, 200 nhân viên, 300 nhân viên và 1.000 nhân viên, có một số công ty hàng vạn nhân viên mà các anh chị thổi yếu tố phi vật chất vào, đó là làm cho họ làm giàu trí tuệ, làm giàu tâm thái, làm giàu nhân cách, làm giàu phẩm chất, thì theo các anh chị cái công ty đó có giá trị trở nên như thế nào ạ? Công ty đó có giá trị kiểu như sao? Các anh chị hình dung được con người trong đó đều trở nên có yếu tố phi vật chất này, thì có phải là công ty đó là vạn người mơ ước được làm trong công ty đó không? Các anh chị nắm ý đôi này không ạ? Vậy thì một cộng đồng, các anh chị hình dung nè, một cộng đồng mà cộng đồng đó càng ngày trở nên giàu trí tuệ, càng ngày trở nên giàu tâm thái, càng ngày trở nên giàu nhân cách, càng ngày trở nên giàu phẩm chất, trong đó từ từ trở nên giàu thể chất và dần dần trở nên giàu năng lực và dần dần cộng đồng đó trở nên giàu vật chất, thì các anh chị nghĩ cộng đồng như vậy thì sao? Các anh chị cảm giác không? Cảm giác được cái ý này không ạ? Vậy thì gia đình chúng ta, vợ chồng có yếu tố phi vật chất
con cái cũng như vậy, và cháu chắc đều đồng hành cùng như vậy hết, và trở nên giàu toàn diện hết, trong đó có yếu tố phi vật chất là chúng ta làm. Vậy thì trong cái lộ trình mà chúng ta đi 21 ngày này, đó là chúng ta sẽ sao ạ? Sẽ đánh vào yếu tố phi vật chất. Vậy thì nếu mà làm được điều này thì chúng ta sẽ quay lại đây. Các anh chị ghi giúp toàn câu này, chúng ta sẽ làm tiếp. Đó là vật chất hóa tất cả những gì phi vật chất. Vật chất hóa tất cả những gì phi vật chất. Vật chất hóa tất cả những gì phi vật chất. Có nghĩa là sao? Bởi vì do vật chất là chúng ta cân đo đong đếm được. Nhưng cái gì đó phi vật chất thì chúng ta đâu có cân đo đong đếm được đâu. Nên để sở hữu nó thì không phải là đơn giản. Nên là trước khi chúng ta muốn sở hữu các yếu tố phi vật chất bên trong con người của chúng ta, thì nhiệm vụ của chúng ta là phải vật chất hóa nó được. Cân đo đong đếm được, sờ được, cảm thấy được, cảm thụ nó được thì chúng ta mới có thể có được nó. Được không? Nắm được ý này không? Vậy thì vật chất hóa những gì phi vật chất. Vậy thì lộ trình của chúng ta tới đây là chúng ta làm sao vật chất hóa được trí tuệ, vật chất hóa được tâm thái, vật chất hóa được nhân cách, vật chất hóa của phẩm chất, thì lúc đó chúng ta mới cân đo đong đếm được. Thì lúc đó chúng ta cân đo đong đếm được á, thì chúng ta mới làm gì ạ? Mới có thể khảo hữu nó được. Thì ý nghĩa của việc hai cái thuật ngữ này là chúng ta làm điều này. Vậy thì muốn có được cái nguyên lý mà ánh sáng này, thì chúng ta thắp lên cái ngọn đèn cả vật chất và phi vật chất bên trong cái căn nhà này, thì ứng dụng nó bằng cách là gì? Chúng ta sẽ phi vật chất hóa những cái vật chất này, vì từ thể chất, năng lực đến vật chất, còn vật chất hóa những yếu tố phi vật chất. Và nhiệm vụ của các anh chị là tự xử lý năng lực, thể chất và vật chất đi. Còn ở đây, trong suốt lộ trình 21 ngày này, thì chúng ta sẽ vật chất hóa trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất. Các anh chị chậm lại chút xíu để biết được trong những ngày tới đây chúng ta học cái gì và đồng hành cùng với quyết cái gì. Đó là gì? Chúng ta vật chất hóa trí tuệ, vật chất hóa tâm thái, vật chất hóa nhân cách, vật chất hóa phẩm chất trong những ngày tới đây. Bởi vì khi vật chất hóa được như vậy thì chúng ta mới có thể cân đo đong đếm được, cảm thụ được nó. Thì những ngày tới đây chúng ta học dựa trên nền tảng này. Và những cái gì liên quan tới năng lực, thể chất và vật chất thì nó không nằm trong lớp học này, để chúng ta biết được chúng ta kỳ vọng ở đâu và học được cái tới ngưỡng nào trong cái chương trình này. Vậy thì chúng ta chỉ thắp những ngọn đèn như thế nào? Đó là ngọn đèn trí tuệ, ngọn đèn tâm thái, ngọn đèn nhân cách, ngọn đèn phẩm chất cho chúng ta trong những ngày tới đây. Thì ý nghĩa của cái nguyên lý này là chúng ta làm như vậy. Đó là đưa ánh sáng vào, nhưng biết có vai trò hỗ trợ cho các vị vật chất hóa, trí tuệ, tâm thái, nhân cách và phẩm chất thôi. Chúng ta thấu hiểu được cái này một cái. Được khen, được khen. Để biết được vai trò của quyết tham gia vô hỗ trợ cho tất cả các anh gì, đó là hỗ trợ vật chất hóa những cái mà phi vật chất này cho tất cả các anh chị. Và hiện nay phi vật chất hóa vật chất thì người ta làm nhiều lắm rồi, thì bây giờ chúng ta vật chất hóa phi vật chất. Thì nhiệm vụ của chúng ta trong những ngày tới đây là làm này. Đó là ý nghĩa của nguyên lý này đó. Ý nghĩa có nhiều đó đó. Đó là nguyên lý đầu tiên mà chúng ta cần nắm. Hành trình 21 ngày là chúng ta nắm nhiêu đó đó. Hẹn các anh chị ha. Cho anh thêm giấy mấy em. Được ha. Đó là cái nguyên lý đầu tiên chúng ta nắm bắt. Rồi. Các anh chị tự dịch tài liệu lại. Nãy giờ ghi chép á. À, ở đây có Mỹ Trần khó hiểu quá thầy ơi hả? Mỹ Trần có thể giơ tay lên được không?
Mỹ Trần có thể giơ tay không? Mỹ Trần có thể giơ tay lên được không? Rồi. Sao có hiểu gì đây? Toàn mở video cho nói chuyện. Dạ em. Đâu có mở quả cam được không? Dạ thầy có nghe em nói không ạ? Nghe nhưng mà chưa mở cam. Dạ để em mở. Ừ, sao có hiểu gì đây? Dạ rồi. Dạ. Tại đâu nói à? Tại em thấy nó cứ miên man làm sao á thầy, giống nhưng như mà là... bây giờ mình có hiểu gì? Mình nói đi, mình có hiểu em, gì? Em hiểu là làm sao để phi vật chất cái gì? Do mình suy nghĩ nhiều quá. Tại người ta chưa nói tới mình đã suy nghĩ chạy cái 8 cây số rồi. Mình chỉ cần nhớ đúng cái mà người ta nói thôi. Vậy thì nguyên lý bóng tối ánh sáng hiểu chưa? Dạ. Có nghĩa là nguyên lý bóng tối ánh sáng hiểu không? Dạ em hiểu. Thay vì vấn nạn cuộc đời của mình đừng gì xử lý nữa. Bây giờ mình thắp sáng cái ngọn đèn lên thôi. Được chưa? Dạ. Vậy thì bốn vấn nạn mình biết không? Thứ nhất là gì? Nội tâm. Dạ. Thứ hai là sức khỏe. Thứ ba là mối quan hệ. Thứ tư là tài chính. Thay vì mình đi xử lý tất cả các vấn nạn đó, bây giờ mình làm gì? Mình đi thắp ánh sáng lên thôi. Thắp ánh sáng, mình thắp ngọn đèn trí tuệ lên, tâm thái lên, nhân cách lên, phẩm chất lên, thể chất lên, vật chất lên, năng lực lên, để cho nó sáng lên thôi. Yeah. Rồi nhiệm vụ của mình là bởi tại sao mà ngày xưa giờ yếu tố phi vật chất nó không rõ ràng là bởi vì theo mình không có vật chất hóa nó đi. Còn nhiệm vụ của vật chất hóa đó là của anh Toàn, của Quýt để làm cho các anh chị trong 21 ngày tới đây. Còn nếu các anh chị đã hiểu rồi thì ăn học cái này gì nữa? Dạ. Có hiểu không? Dạ. Giờ đâu có biết làm gì đâu. Làm sao biết làm gì? Tại làm sao có thể vật chất hóa trí tuệ được đây? Dạ. Thì nhưng may mắn của Toàn và Quýt được các cao nhân chỉ điểm thiện đại tri thức người ta khai mở nên người ta chỉ cho mình cái cách để có thể làm sao có thể chuyển hiện thực trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách cho người khác mà thông qua đơn giản cái lớp online như thế này. Yeah. Thì từ đó 21 ngày tới chúng ta mới làm. Yeah. Còn ý nghĩa của cái nguyên lý đó là chúng ta chỉ nhớ đúng một điều thôi. Đó là tôi muốn thay đổi cuộc đời của tôi thì tôi thắp 7 ngọn đèn lên. Tôi trở nên giàu toàn diện thì vấn nạn nó sẽ giảm xuống. Còn giàu toàn diện sao? Thì vài bữa học tập tính sao? Yeah. Còn biết được nguyên lý là được. Còn bây giờ mình chạy nhanh quá, cái đầu mình nói trời ơi, sao phi vật chất hóa được ta, làm sao có thể làm được, làm sao lại làm được. Thì mình suy nghĩ tới già luôn cũng có thể không được nữa. Tại vì có những con người suốt cuộc đời này họ cũng không thể nào vật chất hóa trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách được. Và họ không biết là gì luôn. Và cứ hàng ngày cứ nói đạo đức tốt là được. Dạ rồi em hiểu. Hiểu ý nào không? Nó không phải là khó hiểu, mà bởi vì đầu của mình đi nhanh hơn những gì đang học nên mình thấy nó vương vơ. Chứ nó rất là đơn giản, nãy giờ không có nói cái gì cao xa hết trơn. Dạ rồi em cảm ơn thầy ạ. Nắm không, nắm không? Dạ. Nắm hen, nắm hen. Thì chúng ta chú ý cái yếu tố nó như vậy đó. Nó đơn giản gì đó, không có cái gì mà có hiểu đây nè. Thắp 7 ngọn đèn này lên. Nhưng mà nói thắp ngọn đèn này kiểu sao, sao biết làm? Thì nhiệm vụ của mình đang sở hữu tài chính á, thì mình phi vật chất hóa nó. Đừng có bao giờ thấy vật chất nó không thì giá trị của đồng tiền không cao. Mình có năng lực mình phi vật chất hóa đó, thể chất mình phi vật chất hóa đó. Còn nếu cái gì phi vật chất thì mình vật chất hóa đó. Còn cái như thế nào thì những ngày tới đây chúng ta học công thức. Dạ. À, ý nghĩa là gì? Nhưng mà hiểu được tới đây là thắng nè. Dạ, và cảm giác được nè. Nếu mình thay lấy 7 cái sự giàu toàn diện này làm hệ vi chiếu cho con của mình phấn đấu thì ngon không? Dạ ngon ạ. Có cảm quá giác được là mình nuôi con bây giờ mình không có biết lấy cái gì để làm tiêu chuẩn không? Yeah. Con có để ý không? Có để ý không? Dạ có. À vậy thì bây giờ mình lấy con, nói với con ơi, từ giờ trở đi con và mẹ đồng hành cùng nhau vào toàn diện, một cái câu đó thôi là ngon chưa? Dạ. Hả? Tới đây thôi. Còn vào toàn diện kiểu sao, những ngày tới chúng ta nói, ê, trí tuệ là gì vậy trời, tâm thái sao tôi chưa hiểu vậy, đặt nghi vấn để đó thôi. Trời, nhân cách là gì vậy trời, phẩm chất là gì, sao mà nó lộn xả nhau chứ vậy. Không lẽ giờ ở đây mình nói ra rồi mình không giải thích. Những ngày tới mình sẽ giải thích chi tiết, rõ nét. Và từng cái mình đi càng sâu vô thì các anh chị sẽ thấu hiểu triệt để cái này. Đó là ý nghĩa của đó. Được ha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Còn không phải khó hiểu mà chưa giải thích, chứ không phải khó hiểu ha. Tại vì nói nãy giờ đơn giản quá mà. Rồi, cảm ơn chị.
Dạ rồi, em cảm ơn em tiếp tắt. Cứ mạnh dạn nha, cứ mạnh dạn, có gì như vậy thì nói giờ nói lên để toàn giờ lý giải cho mọi người thêm nha. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Rồi Trang Lê là hỏi câu gì ta? Em chào thầy ạ. Ừ. Em biết ơn thầy, biết ơn lớp học. Em nhân duyên được biết đến thầy là nó như một cái ngẫu nhiên có hai ba nhân mạch giới thiệu nhưng mà em lại không để ý lắm. Thế thì vô tình thì em đang nghe cái video của cô Ruby Nguyễn, thì sau lúc đấy là gần 3 giờ sáng thì nhảy cái video của thầy lên và bắt đầu nó chạm đến em hay sao, có thể cô bắt em... lên hay sao, cô bắt lên hay là từ sao? Tức là hôm trước em có vào mấy lần cái khóa K17, K16 nhưng mà em học thì lúc đấy em chưa nhập tâm, thế là em không để ý lắm. Nhưng mà nửa đêm lúc gần 3 giờ sáng thì em thường một thời gian dài đấy em hay bị mất ngủ, thế là em mở ra thì nó nhảy vào cái khóa K16 vào buổi 9. Thế nào em nghe buổi 9, buổi 10, buổi 11, sau đấy em bảo là ồ nếu nghe thì như thế này mình không hiểu ngay từ đầu. Thế là em quay lại cái buổi học K16 buổi 1, thì sau đó là em nhận được cái đường link để đăng ký học đó thầy. Thì em đăng ký thì hôm nay thực mấy hôm nay như hôm nay em đang có một cái cuộc họp và em xin phép đúng giờ để em về nhà. Thì lúc em lái xe mở cam, cái mong nguyện hôm nay lớn nhất của em đó là em được được chia sẻ nói chuyện trực tiếp với thầy. Tức là em đang trên đà chuyển hóa để mà mình chậm lại một chút và để mình hiểu mình hơn, thì em nâng ra giữa con người bên trong và bên ngoài. Thậm chí là em đang đi tìm kiếm là cái sứ mệnh em sinh ra để làm cái gì nó phù hợp nhất. Hiện tại em làm công việc của em là làm quản lý bên Bảo hiểm Nhân Thọ, Ngân hàng Đầu tư cũng đã mười mấy năm rồi, nhưng em làm với cái tinh thần là trách nhiệm và trách nhiệm với công việc và uy tín cộng với mình, với đồng nghiệp, với cơ quan, với đối tác. Thế thì em luôn luôn hoàn thành, nhưng mà trong tâm trí luôn luôn khao khát mình làm cái gì bằng mà mình cảm thấy tâm thái mình thoải mái nhất, nó tốt nhất, lợi mình lợi người. Nhưng mà cái công việc em đang làm, mặc dù em không yêu nó nhưng mà em làm trách nhiệm và làm bằng trái tim thì em cũng đang khá là thành công. Nhưng em luôn luôn khao khát mình sẽ làm được cái gì đó để mà phát huy được cái tố chất con người của mình, đó là mình gieo hạt cái việc thiện lành của mình. Thì sau đó là em có học cái khóa của cô Ruby Nguyễn về thiết kế cuộc đời, thì em đang bị va giữa con người bên trong, thì em lại chạm đến cái học thấu hiểu nội tâm, thì em nghĩ mình phải hiểu được nội tâm mình trước, mình an vui trước thì mình mới bắt đầu thiết kế cuộc đời mình được. Thế là em lại gác lại khóa học đấy và em nguyện là em sẽ học cái khóa học này. Thế thì vô tình em cũng được biết là thầy đang ở trực tiếp ở GFLC ở Thanh Hóa phải không ạ? Đang ở đây, chương trình sức khỏe ở đây, chương trình sức khỏe 7 ngày 6 đêm. Ở FLC đúng không? Phải không ạ thầy? Dạ. Thế thì thầy cho em xin phép, đây là một cái mong nguyện của em, cũng là cái món quà thầy đặc ân cho em là 20 tháng 10 mai là ngày phụ nữ. Em xin phép trong ngày mai thầy dành cho em một tiếng em xuống gặp thầy đúng không ạ? Vì em đang ở trong Vinhome cách chỗ thầy 15 cây số thôi. Em bảo là nếu hôm nay em chưa đủ duyên để mà vào Zoom của thầy mà được thầy gọi lên thì nhất định em sẽ tự xuống đấy. Nhưng mà nếu mà đủ duyên này thì em muốn là được một cái đồng ý của thầy trực tiếp, nó sẽ tuyệt vời hơn cho em. Thì gặp chi? Chắc chắn khi em gặp thầy cái năng lượng và có những cái mà thầy nói mà em đang đi tìm kiếm em là ai và cái cốt lõi giá trị mà em có thể làm được mà trọn vẹn nhất cho mình. Đó là sứ mệnh của em, là làm cái việc gì nó phù hợp nhất. Thì em tin là gặp thầy, nếu như đúng là nó đủ nhân duyên thì có thể là chạm được sau đấy. Em đang đi tìm kiếm lâu nay thì em cũng lay hoay. Em hay, bây giờ học hết 21 ngày, vài bữa bay vô Sài Gòn gặp nhau. Nó ngon hơn, học nghiêm túc thì vài bữa gặp nhau nó ngon hơn. Bây giờ gặp cũng có nói được gì đâu, gặp cười khè thôi chứ có chắc nói không, gì đâu. Chắc chắn là thầy sẽ có những cái lời động viên nữa. Bây giờ vậy thì gặp thì chơi thì được, còn gặp để nói gì thì thua. Không, tức là em sẽ xuống đấy, chỉ cần gặp thầy trực tiếp, với thầy đang ở gần em, cách em có đúng 15 km thôi ạ. Nói đến ép lời xe rồi chưa, 9-10 giờ gì đó đến 9-10 giờ sáng á thầy, sáng mai ạ. Vâng ạ, vâng, em biết ơn thầy, 9-10 giờ sáng mai em sẽ có mặt ở dưới đấy ạ. Khoảng 9 giờ. Vâng, em biết ơn thầy. Chơi thì được, gặp nhau chụp mô hình làm kỷ niệm được, còn hỏi gì không biết trả lời đâu, tại sao? Chưa thấu hiểu cái cùng hệ quy chiếu với nhau á, cái ngồi đó nói không ra mà có 1 tiếng đồng hồ làm không đủ mà làm hết 21 ngày này, sau này gặp nhau bao nhiêu cũng được. 20 tháng 10. Dạ vâng ạ. Thế em rồi. Xuống gặp thầy đã rồi mọi cái rồi, cảm ơn chị. Dạ biết ơn thầy, dễ thương quá.
Dạ. Biết ơn chị. Dạ. Đang ở chỗ Thanh Hóa, đang ở Thanh Hóa. Bữa nay mới vừa hưởng cái không khí lạnh của Thanh Hóa. Hôm qua than nắng, bữa nay nó lạnh. Dạ. À, hiện con trai muốn hỏi gì sao con ạ? Dạ, con chào thầy, con chào cả nhà. Con muốn hỏi gì hay sao? Dạ. Những cái hình mà con biết ghét thì ghét hơn. Hình này nè. Cái gì con? Hình đó là hình đó. Hình đó là hình căn. Hình vuông nè, hình căn ghét nè, hình chữ nhật nè. Rồi sao? Nhưng mà nó có số mà con mới ghét được. Nhưng mà ý nghĩa là sao? Ý nghĩa là con mới ghét được cái chỗ đó. Nhưng mà nó liên quan gì tới học hành nãy giờ? Mình học hành mình phải nói phát biểu gì đó liên quan chứ, tự nhiên mình ghép được hình không vậy đó hả? Có liên quan gì không? Thầy đang nói là cái ngôi nhà bảy sự giàu toàn diện đây nè. Con thì thầy có hiểu gì đâu. Nãy giờ con vẽ giống hình này như giống này hay sao? Mệt quá. Trời ơi. Sao? Quạt nướng thịt ăn nó ngon hơn nữa chứ. Đâu con mệt. Mắc cười lắm. Thôi chào thầy cả nhà, chào cả nhà đi. Con chào thầy, con chào cả nhà. Sao vậy chị? Con muốn nói gì vậy? Ý nghĩa gì chị? Nói em nghe. Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Thì bạn này thì cứ muốn gặp thầy Toàn thôi. Thích nói chuyện với thầy Toàn. Chỉ vậy thôi. À, chỉ vậy đó hả? Có nghĩa là con nói con gáp được mấy cái hình với nhau. Dạ biết ạ. Sao nãy giờ học hiểu kiểu sao, phát biểu vài câu ai? Con còn đi học giỏi hơn nữa chứ. Thầy đang hỏi con mà. Con á. Con học nãy giờ sao, hiểu được bảy siêu giờ toàn diện không? Dạ biết. Biết sao đâu, nói ai giờ toàn diện có mấy cái? Vật chất là năng lực vọng phẩm chất, nhân cách trí tuệ phật tâm thái thể chất, nhưng mà nó có nhiều cái thôi thầy. Nhiều cái gì? Nó có mấy cái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 cái. 8 cái đâu, điểm sao 8 gì ông? 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 7 cái. Trời ơi. Thầy dạy 7 sự giàu toàn diện mà sao 7 sự giàu toàn diện mà 8 cái. Nếu đúng thì 11 cái. Nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ, tài chính. Nhưng mà tài chính có. Có không? Giàu không? Tiền nhiều không? Trời ơi, tiền mẹ con nhiều hơn nữa con tiền mẹ. Trời ơi, tiền mẹ con nhiều dữ như luôn vậy đó hả? Ngon quá trời vậy. Ngon ha. Rồi sao? Nội tâm an vui không? Nội tâm hổng gài, mẹ có học lớp nội tâm chưa? Dạ rồi, mẹ hồi nãy cho con vào. Nhưng mà mẹ trước đây có học chưa? Mẹ có thay đổi rồi này kia, dễ thương hơn nhiều không? Nhưng mà con thấy thầy vào hết. Nhưng mà con phải thử lại sau. Nhưng mà mẹ học tập rồi mẹ có vui vẻ, an vui lên không? Rồi gia đình có thay đổi được nhiều không? Dạ có. Có hả? Rồi bản thân con học được mấy lần lớp học này rồi? Một xe. Cháu có, con có chứ. Học mấy lần này? Mấy lần lớp học nội tâm nè? Hay là lần đầu tiên bữa nay? 19. 19 là sao vậy bà chị? Dạ, tại vì á là em kêu em có hay em thường với nói với mọi người á là kỳ này K19 này em đăng ký để em cho trọng nhân học, cho nên là 19 là con số của K19. K19 hả? Cái K này K18 mà. Ngày 19, em nhầm, ngày 19 là con bắt đầu con học lớp của thầy Toàn nên à, nói với cả nhà nói là con bắt đầu học ngày 19 nên bữa nay là ngày đầu tiên con học. Dạ đúng rồi. Ngày đầu tiên học sao dám, dũng khí mạnh dạn, giơ tay phát biểu gì hay quá trời vậy, dũng khí lắm á chứ không phải giỡn đâu nghe.
ăn cái gì mà mạnh mẽ quá vậy? Thầy ơi con ăn gì kìa? Con ơi con không biết nữa chứ rồi. Mấy ngày sau học được cái gì tâm đắc á, lên phát biểu nha. Trời ơi, ai quên sao lòng thì lấy mọi người bán quyết chứ, mất cười lắm. À, thì người ta thấy mạnh mẽ là người ta ăn bánh huyết á, nên người ta nói ăn bánh huyết mà mạnh. À, thầy K16 bạn này có lên hát mà thầy kêu bạn này bạn ngọng ngọng á, mà ổng ngọng ngọng mà ổng hay quá trời, ổng hát hay quá trời đi. À, đợt đó đó hả, nhớ rồi, đợt đó bối cảnh ngoài sao khác đúng không? Dạ, cái đợt đó là xong rồi á, là có một cái em không biết là tới bây giờ này em vẫn nhớ mãi là tới ngày mai lại là bạn này chỉ còn ngọng đúng một chữ tờ thôi. Có nghĩa là vừa hát xong là hết luôn, hết ngọng luôn. Ngày không phải là vừa hát xong nhưng mà tới ngày mai thì hai mẹ con đi chơi á thì nói là em nói là chữ tờ. Em nói là giống như chữ vậy á. Mẹ đang nói cái bà đang bà thầy đang hỏi chút. Em nói là con nói chữ trời đi thì thường là bạn nó chữ TR thì bạn sẽ nói thành CH nhưng mà bữa đó là bạn nó nói là trời rõ ràng luôn. Em kêu thầy có một cái gọi là em nghĩ là có cái năng lượng từ thầy cho nên nó là bạn đó. Vậy thì bây giờ nè, tài tính bắt nhạc đồ này kia phục vụ chương trình, con hát bản phục vụ chương trình được không cho cả lớp học? Con hát nhạc biết chưa? Có nhạc biết được phục vụ được không, có tâm trạng không? Có rồi. Con 1000 người đó trời, nhìn vô kìa, 1000 người ủng hộ mình. Ca sĩ nổi tiếng còn chưa được gì đó ông ơi. Trời ơi trời, cái còn cái lo gì á, cái chung là bự cái chà bá luôn á. Ừ, sao có hát không? Hỏi bây giờ con có hát được cho cả nhà nghe bài nhà quýt hay không? Có được không? Không thôi, nói yes no thôi, được thì hát, không được thì thôi, bye bye nhau. Bài gì? Con hát bài gì? Con mở bài gì? Con hát bài gì để nói với thầy? Thử bài kỷ niệm làm quen với mọi người ai. Nói với thầy, con nói với thầy. Hay là bài sư cho con diễn cũng được đi, cho nên con giàu lắm. Con giàu lắm hả? Rồi hát đi, bài giàu toàn diện hả? Có bài giàu toàn diện hết ta? Bài sư cho con diễn chứ không phải sư cho con diễn đâu, thầy nói sao hả? Thì thầy nghe không rõ, đòi hát đi. Con hát bài nào? Thấy không? Dạ. Có bảy sợi dầu toàn diện không? Có. Có hả? Có luôn. Bảy sợi dầu. Bắt tử ai hát đây. Các anh chị thay vì toàn mở micro mở nhạc cho các anh chị thì sau đây ca sĩ quên tên mất tiêu rồi. Thôi ca sĩ hát đi rồi chút xíu hỏi sao tên. Không nghe gì hết thầy ơi, Kevin nó không nghe gì hết. Không, đây là nhạc có lời cho nên là con phải hát không có lời. Con hát đi. Con hát là cả nhà nghe. Bài sư cho tàn diện là hành trang mang theo, muốn những người bên con mang theo khắp mọi miền. Bài sư cho tàn diện là ánh sáng rạng rỡ, dù tan đi bóng em trong lòng tâm còn người. Khắp thế ngọn đèn đèn chi tệ và nhân cách, khắp sáng lên ngọn đèn và phật chân và cấp hai, không thể chất năng lực và ngọn đèn vẫn trong cùng sáng soi. Bảy sợi dầu toàn diện là bông và cho tay mà những người mang cho tấm mọi người vận dụng mối nghĩ và tham gia thiên thơ cùng công chúc con người và công thức tôi nhiều để trở thành một người bao dung và an vui. Lấy trân trọng biết ơn và mong hòa cuộc sống để dựng xây tương lai cho thế hệ mai này. Với sự giàu tài gì và phấn đấu tấn công. Thấy chưa? Để coi. Thôi hả? Đúng rồi. Còn đúng không thầy? Còn.
Thầy sẽ cho con gì? Là hàng trang mang theo của những người mentor mang đi khắp mọi miền. Thầy sẽ cho con gì? Và ánh sáng rạng rỡ soi xuống cho đi bóng lên trong người tâm con người. Sắp sáng em bọn đề trí tuệ và như tất. Sắp sáng em ngọn đèn và tâm chất và tâm thai cùng thể chất năng lực và ngọn đèn vật chất cùng sáng soi. Bài sự giàu toàn diện là món quà trao tay mà những người mang tới trao cho toàn mọi người. Vận dụng bốn nguyên lý là tâm sát hiện thực cùng cấu trúc con người và luôn sức tội người để trở thành một người bao dung và vui. Lấy trân trọng biết ơn và món quà trao của cuộc sống để dựng xây tương lai cho thế hệ mai này. Với sự giàu tài gì là sách báo tăng tồn. Có chị thấy ạ? Để thầy mở micro cho mọi người vỗ tay khích lệ con. Con có mong muốn cái đó không? Có ha. Em xin mở micro để mọi người vỗ tay khích lệ cho con trai nghe các anh chị. Em xin phép tắt mic ta. Hả? Kia. Rồi à, sao con? Cháu nghe số của con nói không? Chưa nghe rõ. Cháu là em số của con nói. Em sóc của con nói à? Nè. Là sao? Em phúc của con nói. Em Phúc nói gì? Em Phúc nói gì chuyện gì là con không nghe hỏi. Thôi con nói chuyện. Dạ. Rồi thôi được rồi, hát bài hát để ủng hộ cả nhà. Mấy ngày sau học tập nội dung vô, muốn lên phát biểu rồi bắt đầu thấy điều tâm đắc đồ này kia để người ta hào hứng nha. Dạ. Ông gầy bạn phát triển lên tốt lắm hả chị? Từ ngày chị học tập con trai phát triển tốt lắm hả? Dạ. Cái ca 16 đó là em thấy có cái sự chuyển biến của bé rõ rệt luôn. Là bạn thì cô cho mẹ bạn đó là bị tăng động. Mẹ nói chuyện với thầy một xíu rồi mẹ mở cho con nha. Cho nên là biểu em đi khám bé, khi em cho bé bắt đầu học thì nó có một cái gì nó khác hẳn. Con ổn định điện từ lại. Dạ, ổn định lại và cái còn cái mà nói ngọng của con á, chữ thờ đằng này nói chuyện ngọng nhiều lắm, ngọng nhiều chữ thì... nhưng mà bây giờ bắt đầu hạn chế hơn và con nói rõ hơn. Dạ đúng rồi, mà bây giờ này chỉ còn đúng một chữ tờ nữa thôi. Quên nó đi, đúng cái gì đâu, vài bữa làm lớn lên. Dạ rồi. Biết ơn thầy. Vậy thì bắt đầu con ổn định hơn, cái con bắt đầu tính tình của con trầm lại hơn mà về học tập đồ tốt hơn đúng không? Dạ. Vậy được tốt rồi. Con trai có theo đuổi lớp học K18 này xuyên suốt không con? Dạ có ạ. À. Chúc mừng con, mấy ngày nữa thầy trò mình gặp nhau ha. Thôi. Những ngày tới đây, rồi những ngày tới đây soạn bài hát đồ này kia cho nó ngon lành đây, hát có âm nhạc đồ lên nữa, mẹ soạn đồ cho con có khả năng hát để hay ai con hát hay lắm á. Dạ. Mẹ chuẩn bị đồ cho con đàng hoàng, ổng quay cái cổ ngang cái giọng nó bị nghẹt á, ổng đâu có hát lên được hết được. Dạ tại vì rồi mình hát tới cả trước mặt cả ngàn người á, mình nghiêm túc chút xíu để mình hỗ trợ nha. Dạ, rồi biết ơn thầy. Tại vì bữa nay thì đúng là không có sự chuẩn bị. Rồi bạn này những cái bài mà nhà quýt á thì bạn nhớ nhiều hơn mẹ. Nên là khi mà nói bài 7 sự giàu toàn diện chứ ủa chứ có cái bài đó nữa hả? Những cái bài như bông hoa quýt rồi đó thì mẹ nhớ, bài này thì mẹ không nhớ.
Thì đó, chị học cho con học ổn định hết à. Có nhiều bé hay lắm. Có nhiều bé vừa học thôi, cha mẹ chỉ học thôi, nghe sơ sơ thôi, con chuyển hóa lớn. Có nhiều bé đang 3-4 tháng tuổi á, mà nghe cái gì hay hay là còn vỗ đùi nữa. Đang bú sữa mẹ mà còn vỗ đùi nữa. Hay lắm, cái này nó huy diệu lắm. Nó có đặc biệt lắm. Thầy con trai tiến bộ nữa, thầy mừng quá rồi. À, những ngày tới học tập nghiêm túc nha. Dạ. Biết ơn con. Dạ. Nhưng mà cô giáo giận bài. Đấy, cái chuyện của cô giáo. Cô giáo giận bài vậy á. À, được. Nha. Thầy, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà. Dạ, dạ. Bye bye con, thầy tắt mic của con nha. Dạ. Dạ. Hôm trước các anh chị có người chị con nó ngồi vô bàn học á, nó ngồi không có được một phút nữa. Học online học không được. Mẹ xong học thấu hiểu cái khóa sau báo cáo lại là thấu suốt à. Nên là mình đang hiểu lầm con tăng động rồi chứ con nó điện từ nó cân bằng lại là nó ok lắm. Ở đây chị có chị Hồng Nguyễn hả? Nguyễn Hồng nè. Nguyễn Hồng chị muốn phát biểu hả chị? Dạ em chào thầy ạ. À. Hello. Muốn phát biểu hả? Lần đầu tiên học hay sao? Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên em được học khóa của thầy ạ. Dạ. Dạ. Giới thiệu tên mình đến từ đâu đi rồi giao lưu với mọi người. À dạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Thị Hồng, em đến từ Vĩnh Phúc và em cao 1m, nặng 19 kg bởi em bị kích động mà da cam. Em biết đến khóa học của thầy do một người anh giới thiệu cho em ạ. Năm nay nhiều tuổi rồi? Năm nay sinh năm mấy? Sinh năm mấy đây? Em sinh năm 1983. 83 hả? Dạ. Dạ, dạ, dạ. Chị nằm trong cộng đồng em... của gì? Của ai ta, có cộng đồng của ai không? Hay là mình cá nhân học tập? À, em đến từ câu lạc bộ tự lực phát triển SE ạ, cộng đồng SE ạ. Dạ 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 dạ. Rồi. Chị chia sẻ đi. Dạ. Dạ. Lần đầu tiên em được biết đến bốn cái vấn nạn của con người. Em ngộ ra một điều đó là chúng ta quyết định bởi ánh đem ánh sáng vào trong ngôi nhà của mình hay là đặt bóng tối. Rồi quyết định đưa ánh sáng vô, làm giàu trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất. Dạ. Dạ đúng rồi ạ. Và em muốn hỏi thầy là giữa phẩm chất và nhân cách thì có điều gì khác nhau ạ? Khác nhau nhiều lắm. Mấy ngày tới đây mình sẽ định nghĩa từng chi tiết từng luôn. Nhân cách là gì, phẩm chất là gì, tâm thái là gì, là rõ nét hết tất cả. Mình những ngày tới mình sẽ nói rõ lắm. Mình không lo tới cái đó. Dạ. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Bữa nay ngộ ra được là chỉ cần đưa ánh sáng vô ha, không đi giải quyết vấn đề ha. Vâng ạ. Thôi những ngày tới đây giao lưu với nhau sâu hơn. Dạ. Biết ơn chị. Dạ, em biết ơn thầy ạ. Dạ. Cảm ơn cả nhà đã động viên với tin ha. À, động viên em ạ. Dạ. Dạ. Đây có Ngọc Sự ha, xin mời Ngọc Sự ạ. Vâng, em xin kính chào thầy Toàn và tất cả các quý cô bác và anh chị trong phòng Zoom buổi tối ngày hôm nay. Thì không biết là thầy Toàn có nhận ra em không? Dạ nhận đó, nhận ra. Thế thì cư duyên biết đến thầy Toàn cách đây chắc cũng chục năm rồi. Thì cũng ngày xưa cũng rất là biết ơn thầy Toàn khi mà được học rất nhiều những cái công thức. Thì cũng chỉ học được một lần thôi, nhưng mà em sự thì vẫn nhớ những cái công thức đó và áp dụng cho đến ngày hôm nay. Thì thực ra thì trong suốt khoảng gần 10 năm vừa qua thì khi mà được học mới một lần ấy, thì cái sự nhớ cũng như là sự hiểu, sự ngộ nó chưa thực sự rõ ràng. Thế nhưng mà em sự cũng luôn mong muốn là làm rõ được những cái kiến thức đó để cho mình có thể đã áp dụng trong công việc cũng như là cuộc sống của mình để nó đem lại nhiều giá trị nhất.
Thế thì trong thời gian cách đây khoảng một tháng thì em có cư duyên một người thầy, người anh đã chia sẻ cho em cái đường link cái buổi ghi âm về WIT, chương trình thấu hiểu nội tâm kiến tạo ăn vui quá 10 năm. Và em nghe giọng cái bài một đầu tiên ấy thì em nghe giọng ô sao nghe giọng quen quá. nghe giọng rất là quen. Sau đó nghe một lúc nữa ô hình như là thầy Toàn thì phải. Đó, thế thì bắt đầu em mới đi tìm kiếm những bài giảng của thầy để em học. Em học trong suốt hơn một tháng vừa qua và em cũng nghe đi nghe lại cái khóa 15 khoảng 3 lần rồi. Dạ. 3 lần rồi. Và đến khóa 18 này thì em mới đăng ký để học trực tiếp. Và em rất là biết ơn và cảm ơn thầy đã ngày xưa đã cho em được những cái kiến thức, kinh nghiệm mà em áp dụng đến ngay bây giờ luôn. Từ hiểu về cơ thể con người này, xác lập quyền nói này, vòng tròn trí thức này, và một số kỹ năng nữa em vẫn nhớ đến bây giờ luôn. Mà khi ở mà Nha Trang hả ta, hay ở đâu quên này? Em ở Đông Anh, Hà Nội. À, Đông Anh, nhớ Đông Anh. Đó, và em vẫn nhớ đến bây giờ. Và khi mà biết đến WIT này thì em lại được nhận thêm những cái kiến thức vô cùng là giá trị trong cái khóa học thấu hiểu nội tâm này. Và em cũng đang quyết tâm học tập để đem những cái kiến thức giá trị này giúp đỡ cho những người xung quanh, những cái người nhân duyên đến với mình để có được cái cuộc sống cũng như là có được những cái tốt đẹp hơn. Và cũng hy vọng một nào đó cũng định hướng là phấn đấu để trở thành vào lớp mà mentor để học theo thầy và đi theo con đường giống như thầy. Nhớ à đâu rồi. Dạ. Hay quá, lâu quá hả? Cũng cả chục năm hả? Chục năm rồi thầy. Chục năm. Thầy bây giờ nhìn là đẹp trai hơn xưa rất là nhiều, trán cũng rộng hơn và phúc hậu hơn. Dạ. Em lên ký hơn. Giờ em được 68 ký. Em cao 1m68, được 68 ký. Sinh ngày 16 tháng 8. Dạ. Biết ơn anh. Nghe được ghi âm là quá tốt rồi. Này, chiều sâu của cái nội dung á, trong cái chương trình so với trước đây thì nó có chiều sâu cao hơn nhiều. Và từng bước giúp được nhiều người chuyển hóa hơn so với trước đây anh. Dạ. Vâng, và em cũng có hướng là mong muốn trong cái cộng đồng công việc của mình thì cũng mong muốn là truyền đạt lại những cái kiến thức khi mà em được học trong cái khóa này. Ủng hộ. Cái đó là ủng hộ hết mình đó. Nếu nói câu thuật ngữ nó kỳ chứ muốn quỳ lại cảm ơn. em soạn được slide cả cái chương trình này luôn rồi thầy. Dạ. Nhưng mà nếu tốt đừng có soạn slide viết chữ gì nè. Vâng, em tại vì nếu soạn slide thì lấy cái viết của mình ra nói thì tao không hiểu. Vâng. Nhưng mà dựa trên nền tảng viết chữ gì nè thì nó sẽ làm cho sức hút trong cái chương trình online nó khác đi. Dù người ta chê mình, ta nói trời ơi giờ này mà còn viết chữ rồi này kia, nhưng mà nó không có giáo án thì người ta sẽ đơn giản để thấu hiểu hơn. Vâng. Tại vì em à. Cũng em cũng học được điều đó, vì em cũng muốn là cái người trực tiếp mà viết những cái nội dung trên giấy như giống như thầy. Vì mình biết là cái việc mình cũng hiểu được lý do là vấn đề về soạn slide thì thầy đã thừa sức rồi, nhưng mà tại sao thầy lại làm như vậy thì chắc chắn nó có một lý do nào đó. Vậy thì mình cũng không cần phải đặt quá nhiều câu hỏi là tại sao, mà mình cứ làm theo là được. Dạ. Em cũng mình biến cái chương trình này thành offline. Nếu mình làm spoilbon đồ này kia thì nó là online thật sự, nhưng mà mình đang là offline nên các anh chị cảm giác nè, nếu ai có cảm giác không, đó là em đang nói chuyện cho chính các anh chị nghe chứ không phải là em nói chuyện cho chương trình online. Các anh chị có cảm giác đó không? Em nói đó chuyện cho chính các anh chị nghe. À, giống như là cái sự hiện hữu ở ngay trước mắt mình. Ngay trước mặt gì đó. Hay lắm, cái này hay lắm. Thì từ từ hướng dẫn sâu thêm. Các anh chị mentor là được hướng dẫn cái này. Còn các anh chị mới học thì toàn không có cơ hội để hướng dẫn. Chứ cái này hay lắm. Cùng một lúc mình có thể nói với hàng ngàn người mà như chính nói chuyện với những người đó. Ừ. Thôi chúc mừng anh có cộng đồng rồi ứng dụng vô chia sẻ ha. Dạ vâng, em cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn tất cả đồng hành lớp học K18 này. Dạ. Vâng, em xin tắt mic ạ. Dạ. Chắc mình nghe một tí nhạc, cái tính ngừng nghe nhạc nhưng chắc nghe một tí nhạc. Cái chúng ta sẽ vào học nội dung tiếp theo nghe các anh chị. Ha. Cho anh xin
ít âm nhạc lên cái một vài bài âm nhạc giúp anh cái. Dạ. À, chúng ta sẽ nghe một vài bài nhạc nghe các anh chị. Dạ, biết ơn các anh chị. Dạ. Chúng ta quay lại nghe các anh chị. Dạ. Em xin phép ha. Dạ. Chúng ta vào nội dung tiếp theo. À, lúc nãy là chúng ta đã thấu hiểu được cái nguyên lý ánh sáng này. Thì nguyên lý thứ hai mà chúng ta ứng dụng trong quá trình học tập để có sự chuyển hóa nội tâm, đó là nguyên lý về kích hoạt não. Nguyên lý kích hoạt não, mình mở ngoặc là người. Nguyên lý này cực kỳ đơn giản nha anh chị. Các anh chị cứ hình dung như thế này. Nếu mà một cái góc nhìn mới về não bộ nha, một góc nhìn về não bộ, thì các anh chị cứ hình dung não con người chúng ta chia ra có 3 phần não. Não về não bò sát, não của động vật có vú, và não của người. Các anh chị cứ hình dung như thế này. Não của bò sát á, thì là một cái nguy cơ, cái sự sợ hãi nguy cơ. Ví dụ ha, khi con người chúng ta sợ hãi hay chúng ta có nguy cơ gì trong cuộc sống thì nó sẽ kích hoạt được tiềm năng con người chúng ta lên. Ví dụ như sợ quá mà chúng ta mạnh mẽ thì não bộ này nó giúp cho chúng ta sinh tồn. Chúng ta thấy rủi ro xảy ra, chúng ta thấy nguy cơ cuộc sống mà chúng ta né tránh, thì não này nó giúp cho chúng ta sinh tồn trong cái cuộc sống nói chung của chúng ta. Cái đó không nên làm nè, nó sẽ có nguy cơ này, nguy cơ kia, nguy cơ nọ. Vậy thì người nào mà phát huy toàn bộ cái não này chiếm trong tay chúng ta luôn, thì hàng ngày con người này thường hay thấy nguy cơ sợ hãi mà họ sẽ không có họ hàng ngày thấy rủi ro, thấy nguy cơ là chính. Còn não bộ thứ hai là động vật có vú, thì tình yêu thương nó sẽ phát huy. Đó là gì? Khi chúng ta yêu thương con người, yêu thương thì tự nhiên năng lực nó tự phát triển. Vì lo cho gia đình, vì lo cho con cái mà chúng ta làm nhiều khi quên ăn quên ngủ, phấn đấu nỗ lực hết mình trong cái cuộc sống. Thì khi hết sợ hãi thì chúng ta không còn động lực. Vì yêu thương, hết yêu thương thì sao? Chúng ta cũng ngừng phấn đấu. Thì yêu thương của con người, thì người dùng tầng não này thì hàng ngày vì tình cảm, vì yêu thương của con người với con người mà chúng ta nỗ lực phấn đấu. Và nhiều khi tình yêu thương nó cũng phát huy cái năng lực rất lớn. Các anh chị cứ hình dung là có một cái bệnh viện, mà bệnh viện nhi, bệnh viện phụ sản á, báo cháy. Thì khi báo cháy nguy cấp như vậy thì những người sanh con một ngày, hai ngày hay mấy tiếng đồng hồ á, theo các anh chị họ có khả năng ẵm con chạy đi không? Theo các anh chị thì có khả năng ẵm con chạy đi không? Ẵm. Và đã là điều đó ở bệnh viện thì sao ạ? Ẵm con chạy đi xong viết báo cháy không có cháy rồi thì cuối cùng sụm lại không có đi được nữa, và cuối cùng đi lên thì phải có người đẩy. Nhưng lúc đó vì một phần sợ, một phần vì tình yêu thương, có phải là sức mạnh được phát huy không ạ? Thì sức mạnh được phát huy đó là kích hoạt não của con người. Rồi não người thì não của tương lai. Thì trong não bộ của con người thì người ta, các nhà khoa học người ta tìm hiểu thì người ta phát hiện ra nếu theo cái cách nhìn này thì con người chúng ta có não bò sát nè, não của tình yêu thương và não của tương lai.
Vậy thì một người nào đó dùng não của bò sát thường xuyên thì sẽ thấy được một điều, đó là nguy cơ trong cuộc sống rất cao, và con người với con người thì thấy những cái gì không tốt đẹp của con người để né tránh. Thì nếu trọn vẹn mà dùng não bò sát trong cuộc sống thì hàng ngày chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái tiêu cực trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta dùng não của động vật có vú, dùng tình yêu thương, thì chúng ta sẽ thấy con người yêu thương với nhau, nhưng mà yêu thương quá thì sinh ra bạo lực. Có nghĩa là vì tình yêu thương nên chúng ta thích kiểm soát những người xung quanh. Có nghĩa là lấy tình yêu thương để kiểm soát chồng con. Tôi yêu thương như vậy nên là kiểm soát những người xung quanh. Đó, nên là gì? Cái thứ ba đó là tầng não của tương lai. Nếu một người con người kích hoạt được tầng não của tương lai thì họ sẽ thấy được cái cơ hội trong nguy cơ. Họ thấy được tầm nhìn tương lai của bản thân họ, là họ biết được họ làm gì, sẽ đi đến đâu, làm gì, kiểu như sao. Thì nguyên lý mà chúng ta, ngoài bên cạnh cái nguyên lý ánh sáng, là chúng ta đưa ánh sáng vào để làm sao bóng tối tan đi. Còn một cái nguyên lý thứ hai để trợ giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm thức nữa, chuyển hóa nội tâm của chính mình, đó là chúng ta ứng dụng nguyên lý kích hoạt não người. Đó là làm sao não của con người chiếm ưu thế về tầm nhìn tương lai. Được không ạ? Vậy để làm được điều đó thì chúng ta chỉ cần làm đơn giản cái này hàng ngày thôi các anh chị. Nó có ba cái thuật ngữ như thế này. Đó là bài học. Bài học, tâm đắc. Và ngộ ra. Bài học, tâm đắc và ngộ ra. Bài học là những gì mới, mới ngày xưa giờ chúng ta chưa học tập, nó mới so với chúng ta. Những gì tâm đắc là những gì ứng dụng được, ứng dụng được trong cuộc sống của chúng ta trong tương lai. Còn ngộ ra là những gì chúng ta trăn trở, chúng ta nghi vấn mà nó ngộ ra. Những gì mà chúng ta trước đây chúng ta trăn trở, chúng ta nghi vấn mà chưa có lời giải. Chúng ta chưa có lời giải thì làm cho chúng ta ngộ ra. Những gì mà chúng ta trăn trở nhiều năm tháng mà nó chưa ngộ, chưa có lời giải, bây giờ bữa nay có lời giải. Vậy thì một con người hàng ngày tập trung vào ba cái thuật ngữ này để tổng kết lại trong cái cuộc sống của chính họ, thì dần dần cái não của con người nó sẽ được kích hoạt. Ví dụ ha, mình tiếp xúc với một con người, mình nói chuyện vào buổi sáng, cái kết thúc buổi nói chuyện đó mình nói là gì? Bữa nay nói chuyện với anh tôi cảm thấy có một cái bài học này và tôi tâm đắc cái điều này, trong tương lai tôi có thể ứng dụng được nó và tôi ngộ ra được điều này. Thì kết thúc buổi nói chuyện, sau đó bắt đầu các anh chị đọc một cuốn sách, các anh chị đều thấy có được cái bài học, có điều được tâm đắc và có điều ngộ ra. Tối lại giao lưu cái gì đó, chúng ta có bài học, có điều tâm đắc và có điều ngộ ra. Vậy thì cả ngày cho đi động lại cho chúng ta là những bài học, những gì tâm đắc và những gì ngộ ra. Nó không có động lại bất kỳ cái gì khác ngoài động lại những cái điều này. Thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm thì não bộ của con người nó sẽ được kích hoạt. Cái người đó sẽ có tầm nhìn tương lai xa và sâu sắc hơn so với người bình thường. Là bởi vì sao ạ? Tại vì não của con người được kích hoạt mạnh mẽ hơn. Nắm không? Nắm ý này không ạ? Các anh chị nó đơn giản lắm, không có cần làm gì xa nè. Các anh chị hình dung nè, hình dung ha. Ngày thứ nhất chúng ta học lớp nội tâm này,
các anh chị có bài học gì nè, bữa nay có bài học gì, tâm đắc điều gì ta và ngộ ra điều gì ta, ghi chép lại. Thấy hay quá, ui, bữa nay có một cái điều bài học này, có điều tâm đắc này, có điều ngộ ra, là ngày thứ nhất. Ngày hôm sau các anh chị học tiếp, các anh chị nói trời ơi, bữa nay tôi có bài học này, có điều tâm đắc này, có điều ngộ ra như thế này. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ui, tôi có bài học này nè, tôi có điều tâm đắc này nè, tôi có điều ngộ ra này nè. Nếu mà ngày hôm nay, tối nay các anh chị học, ngày hôm sau các anh chị nói với vợ mình, con mình, nói với đồng nghiệp mình, ui, hồi tối tôi học á, có một cái lớp học, có điều này nè, bài học nè, có điều tâm đắc mà ngộ ra nè. Nói xong cái đó ngày mai tôi học nữa, có nữa tôi nói cho nghe. Xuyên suốt 21 ngày thì có phải là các anh chị có cảm giác được điều là chúng ta kích hoạt được cái não người của chúng ta không? Các anh chị nắm cái ý Toàn vừa chia sẻ không? Chuyện gì xảy ra khi chúng ta làm 3 năm các anh chị? Các anh chị suy nghĩ nè. 3 năm liên tục mà chúng ta ngày nào cũng có bài học, ngày nào cũng có điều tâm đắc và ngày nào cũng ngộ ra, ghi vô một cuốn sổ. 3 năm liên tục, 10 năm liên tục, chúng ta có cái đó thì sao? Không có động gì cả ngày trong cái cuộc đời này, không có động lại bất kỳ cái gì lăng tăng trong cuộc đời này hết. Trước khi đi ngủ không có động lại cái gì hết, động lại duy nhất là bài học, điều tâm đắc và điều ngộ ra. Hiểu ý này không ta? 20 năm mà chúng ta ngày nào cũng có bài học, có điều tâm đắc và ngộ ra thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị nắm được cái ý này không ta? Các anh chị giúp đỡ Toàn. Các anh chị làm đúng 21 ngày này thôi. Nếu ai làm được điều đó, Toàn cam kết về sự chuyển hóa của các anh chị. Đảm bảo sự chuyển hóa. Ở mức độ nào thì Toàn chưa dám nói, nhưng 100% có sự chuyển hóa. Có 21 ngày thôi, mình ứng dụng trong đại tử à. Rồi xong rồi các anh chị sẽ thấy hay lắm. Vài bữa cái bắt đầu mình nói chuyện với cháu mình, với con mình, với bạn bè mình. Cái bữa nào đó mình chia sẻ điều gì đó, cái mình nói là gì? Mình thay đổi được cái cuộc sống á, là nhờ kích hoạt được não người mà thật sự vậy nha. Nếu thật sự thì hãy chia sẻ nha. Có cái này hay lắm. Hướng dẫn cho cháu nè. Ngày sau này nói chuyện với ai đó mà người ta cho mình cái gì đó, mình phải nhớ là có bài học nè, điều tâm đắc mà ngộ ra. Đâu, bữa nay nói chuyện với chú hay là thầy, với cô gì đó, nói gì, con có bài học gì, có điều tâm đắc gì không, có ngộ ra không, hay nói chuyện với con, con, bữa nay con có bài học gì không, có điều tâm đắc gì không, có điều ngộ ra điều gì không con. Ngày nào cũng rảnh nói chuyện với con của mình những điều đó thì các anh chị cảm giác làm sao? Các anh chị hình dung không ạ? Nó chỉ vậy thôi chứ đâu có cần khủng khiếp gì cao xa đâu. Đâu có cần làm gì vĩ đại đâu. Cứ mỗi ngày trôi qua, ý, bữa nay có bài học gì không ta? Có điều tâm đắc gì không? Và ngộ ra điều gì ta? Rồi ngày nào Toàn cũng vậy trong suốt mười mấy năm qua các anh chị. Ngày nào Toàn cũng có bài học, có điều tâm đắc và ngộ ra trong suốt mười mấy năm qua. Nên con số người hỏi Toàn, sao mà có nhiều cái hiểu biết này hiểu biết kia, không lẽ giờ Toàn nói với các anh chị nó đơn giản tới mức đó vậy đó. Thì nguyên lý này nó hay đến mức mà Toàn ứng dụng nhiều lắm, bài học tâm đắc và ngộ ra ngày nào cũng có. Mỗi ngày trôi qua như thế này, sau khi nói chuyện với các anh chị là Toàn cũng có bài học nè, có điều tâm đắc và có điều ngộ ra. Hiểu cái ý Toàn chia sẻ không? Nó đâu có cần làm gì đâu. Biến con người bình thường trở nên phi thường trong tương lai chỉ có nguyên lý này thôi. Đó là kích hoạt não. Thay vì mình tập trung với não của mình á, là bò sát, tối ngày mình thấy sợ hãi nên làm cái điều này, nguy cơ này, nguy cơ kia. Thì từ từ cái não nó lớn lên, não bò sát lớn lên thì mình sợ, mình không dám làm gì chứ. Còn não tình yêu thương lớn lên á, thì mình muốn kiểm soát con người à. Tối ngày á, là hàng ngày trong cái cuộc sống là con mình phải như thế này, phải như thế kia, phải nghe lời mình như thế nào kia, tại mình yêu thương mà. Nhưng mà não người nó nhẹ lắm. Đó là các anh chị có cái gì hướng đến tương lai, cùng với nhau gia đình mình hướng đến tương lai. Ngày mai có cần nhớ không? Không cần nhớ. Các anh chị không cần nhớ nha. Các anh chị đừng hiểu lầm là các anh chị phải nhớ nha. Ngày hôm nay các anh chị tổng kết hết rồi, các anh chị quên đi.
Các anh chị quên đi, mai mai chúng ta học nguyên lý đó. Các anh chị quên đi, ngày tiếp tục nữa tổng kết rồi quên đi, kệ nó. Cứ tổng kết xong có bài học rồi quên đi, có điều tâm đắc rồi quên đi, ngộ ra quên đi, tự khắc nó sẽ vận hành theo cách của nó. Mình không phải ngồi đó mình nhớ nghe. Ngộ ra là nghi vấn hay là giải đáp được nghi vấn? Dạ, giải đáp được nghi vấn à. Đó là nghi vấn được có lời giải ha. Nghi vấn có lời giải ha. Nghi vấn của chúng ta có lời giải thì chúng ta ngộ ra. Dạ. Dạ, nghi vấn có lời giải à. Không nhớ nha, không cần nhớ nha. Không cần nhớ gì chăng. Giống như nè, giờ Toàn hỏi các anh chị giúp đỡ Toàn nè. Hồi từ đầu tới giờ nè, các anh chị có bài học gì không? Đó là mới ngày xưa giờ chưa học. Có điều tâm đắc gì không? Có điều ngộ ra cái gì không? Các anh chị ghi vô cái tập của mình giùm Toàn cái. Các anh chị ghi cho Toàn, tạo điều kiện cho các anh chị 3 phút để ghi. Dạ được, một bài học đã biết nhưng có góc nhìn mới, các anh chị ghi giúp Toàn là bài học giúp Toàn. Các anh chị ghi giúp Toàn là bài học. Nếu ai mà bài học biết nhưng nó là góc nhìn mới thì các anh chị ghi là bài học giúp Toàn. Các anh chị cho giúp Toàn 3 phút ấy. 3 phút làm liền ngay tức khắc cái này. 3 phút. Cậu khoảng 3 phút làm. Mỗi ngày ghi bao nhiêu điều hả? Không quan tâm. Ngày đó có bài điều tâm đắc thì ghi điều tâm đắc. Ngày đó có bài học ghi điều bài học. Ngày đó có điều ngộ ra thì sao? Ghi điều ngộ ra, không nhất thiết ba cái cùng lúc. Có được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Trong một tích tắc, rút miếng giấy ra hay gì đó các anh chị ghi. Toàn thì có cái cách vô riêng Toàn à, nhưng mà cơ bản đơn giản nhất của các anh chị đó là có bài học gì ghi vô là xong. Không nhất thiết ba cái đâu. Và nếu mà 7-8 ngày mới có bài học được không? Theo các anh chị thì 7-8 ngày có bài học lần cũng được không? Được, 7-8 ngày có bài học cũng được, không nhất thiết. Nhưng nếu đúng đó, thì mỗi phút mỗi giây trôi qua đều có cái bài học. Tiếp xúc một con người là các anh chị có bài học. Hay lắm. Nếu mà mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây mà chúng ta đều có bài học trong cuộc đời này, có điều tâm đắc và có điều ngộ ra thì các anh chị thấy sao? Ngon lắm á, chứ không phải giỡn. Thì may mắn phước báo cho Toàn là Toàn được các cao nhân chỉ điểm cho cái này. Thay vì mình làm gì à, có nhiều người thì chọn giải pháp là ăn uống cái gì cho thảo dược gì đó cho đầu óc thông minh. Có giải pháp á là làm mọi cách để tìm cái môn cái gì đó cho não bộ của mình nó phát triển. Thì đơn giản trong cuộc sống hàng ngày gì 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng và đặc biệt 21 ngày thôi là nó đã đổi. Có bài học lúc đó nhưng giờ không nhớ thì sao? Thầy không nhớ thì thôi, không sao. Nhớ được cái gì ghi đó. Thì mình làm lớn bài học, làm lớn điều tâm đắc, làm lớn những gì mình ngộ ra thì tự khắc những gì khác nó tự giảm lại, nó tự tối lại, nó tự giảm lại. Rồi, đâu các anh chị ghi xong chưa? Có ai mong muốn phát biểu không? Thiện chí cao ha. Thiện chí cao thấy giơ tay nè. Rồi, xin mời Thiện chí cao, Cao chí thiện. Chưa ha? Không thầy. Rồi mở đó. Dạ. Rất là biết ơn thầy và mọi người là cho chị cái cơ hội để chia sẻ về cái phần này. Thì cái bài học hôm nay á, là cái bài học mà em vừa ghi xuống á, đó là có là cái phần là hệ quy chiếu. Khi mà giao tiếp với nhau á, thì mình phải làm rõ hơn cái hệ quy chiếu mà mọi người đang nói, để tránh một người nói về hệ quy chiếu này, một người nói về hệ quy chiếu kia, làm mất thời gian rất là nhiều nhưng mà không rõ ràng được cái điều mình muốn nói. Và cái điều em tâm đắc á, đó là
sau này á, khi mà trước khi mà em nói cái điều gì á, thì em sẽ cho người ta biết được cái hệ quy chiếu của chính mình. Ừ. Đó là cái điều em tâm đắc. Còn cái điều em ngộ ra trong suốt bài học từ sớm đến giờ á, là em biết được rằng á, là suốt cái phần đời còn lại của mình á, chỉ cần tập trung theo đuổi ánh sáng là được rồi. Ngon quá ta. em biết cái ánh sáng nó hay ở mức độ nào không? Nó là ví dụ nè, thay vì mình làm sao để hết quán trách đúng không? Ừ. Thì mình chỉ cần đưa cái nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn, ánh sáng của trân trọng biết ơn vào là hết. Tại vì khi con người có trân trọng biết ơn thì quán trách nó tự tiêu biến. Yeah. Mình tập trung là làm sao hết đau khổ, làm sao con người hết đau khổ. Thì mình làm cho người ta an vui thì nó hết đau khổ. Ừ. Chưa bây giờ làm gì hết đau khổ đây. An vui thì tự khắc hết đau khổ. Nắm không? Nắm cái ý. Vậy đó. Vậy thì mối quan hệ xã hội của con người với con người chỉ cần sao đưa ánh sáng của sự bao dung vô thì sao? Thì nó là... Nó đâu còn vấn nạn trong mối quan hệ con người với con người nữa. À, vậy thì mình hiểu được đạo lý đó thì sao ạ? Quá thơm ngon. Quá ngon. Bừng sáng. Vậy thì sức khỏe của con người mình để trần thấp ánh sáng vô, thứ nhất là sức bền. Nếu bây giờ mình làm sao cho mình có sức bền, mình có sức mạnh, mình có sự dẻo dai, mình có tốc độ mà mình có sự thăng bằng, thì sức khỏe của thể chất tự tốt. Mình làm cái gì có sự thăng bằng tốt, mình làm gì có sự dẻo dai tốt, mình tập luyện hay mình ăn uống, mình làm gì có sự dẻo dai tốt, mình có sức mạnh tốt, mình có tốc độ, mình có sức bền, thì tự khắc sao ạ? Sức khỏe mình, thể chất nó tự tốt. Chứ hơi đau mình ngồi đó mình lăn tăn, mình làm gì cho khỏe anh chị, cho mệt. Dạ, đúng rồi. Thì hàng ngày trong cuộc sống mình tập trung vào làm lớn cái những ngọn đèn ánh sáng đó, thì tự khắc sao bóng tối nó tự tan. Bóng tối đó là một trong những cái đặc biệt. Được ha. Dạ. Thầy ơi, em có muốn có một cái chia sẻ nhỏ. Dạ. Về cái thầy vừa ví dụ về sức khỏe á, thì em là một cái người thầy thuốc y học cổ truyền và cũng là một huấn luyện viên yoga. Thì về sức khỏe em chỉ nhìn thấy được ba cái ánh sáng. Hiện tại em đang theo đuổi và thắp sáng ba cái ánh sáng. Thứ nhất là cái sự linh hoạt của cái cột sống. Thứ hai á, đó là cái hơi thở. Mang cái hơi thở đúng vào trong cái việc luyện tập. Và cái thứ ba là một cái tâm lý tích cực. Còn cái dinh dưỡng thì tùy theo khả năng của mọi người. Thì đó là em sẽ tìm hiểu về những cái ánh sáng đó, để sau này chúng ta không còn... Mình mở rộng đi, mình mở rộng. Về bữa mình học về cái bát đại cân bằng á. Về bữa mình học về bát đại cân bằng, mình sẽ mở rộng cái đó thêm chút. Dạ. Và thì em là có nhân viên, rất là biết ơn thầy và tổ chức. Em là có nhân viên, em đã nghe cái file ghi âm của khóa 9 dưới khóa 16 vừa rồi. Nên là sao ta bừng sáng cuộc đời và thắp sáng thêm những cái điều tiếp nối. Trân trọng biết ơn thầy và mọi người. Và nếu được thì em mang một cái nghi vấn của em. Em đến được đây là do nhiều cái nhân viên thì những cái chia sẻ sau, nhưng mà cái link hôm nay gửi là anh Đỗ Ngọc Anh gửi cho em. Tại vì bao quanh em, xung quanh em bây giờ là mentor viết hết rồi. Võ Văn Tuấn, Vân Thủy, Quỳnh Chính, Trần Khánh Dư, vân vân. Nên là tự nhiên là chỉ cần chuyển giao cho em thì em có thể nhờ cái ánh sáng của các bạn xung quanh với cái phần của em có... Thì nó trợ duyên cho cái tinh nội tâm nữa, thì phục vụ cho cái chương trình sức khỏe của mình tốt lắm. Thì đó là cái ý mà em muốn chia sẻ, là em mong muốn là em có một cái nghi vấn. Ngọc Anh muốn là em hỏi trực tiếp thầy, em nghi vấn với thầy là tại vì sao ta sắp xếp lại rồi. Rất là biết ơn là nói lên được cái điều này, là cái năng lực về sức khỏe của em á, thì em muốn là mình có thể đóng góp, có thể lan tỏa trên cái cộng đồng của WIT. Thì em hỏi Ngọc Anh rằng á, là
liệu mà em có thể liên hệ trực tiếp với thầy hay các bạn để mà nói về cái phần sức khỏe và có thể triển khai cái phần sức khỏe cho cộng đồng của mình hay không? Thì anh Ngọc Anh nói là em đặt nghi vấn trực tiếp với thầy, đặt cái mong muốn của mình trực tiếp với thầy. Ok, thì em gửi cái mong muốn đó đến thầy hôm nay. Trân trọng biết ơn sự lắng nghe của thầy. Dạ, thì vài bữa anh em giao lưu thầy, đang ở thành phố Hồ Chí Minh hay đâu? À, dạ, hiện tại em đang đi du học ở Mê Linh, Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng nha. Dạ. Ừ. À, thì do cái khao khát nó nổi lên. Lâm Đồng có mấy anh em ở Lâm Đồng nhiều lắm á. Dạ. Có gì từ từ giao lưu. Dạ. Ở Đà Lạt đồ đang thành lập các nhóm con người để hỗ trợ cho người dân trên đó. Ừ. Nhưng mà quê gốc em ở Cần Thơ thì ơi, em cùng quê với thầy. Ừ. Quá hay rồi. Dạ, thì cái nguyên nhân á, cái cội nguồn á, là do khi mà anh Ngọc Anh và các bạn á, học cái lớp thay găng đổi cốt, thì lúc đó em là cái hướng dẫn mà em hướng dẫn về sức khỏe chủ động. Thì em nhận ra là trong cái đó có một số cái điều á, mà em có thể đóng góp để cho cái bài tập đó nó trở nên là, tức là mọi người sẽ nhanh nhận được khí hơn. Tại vì em chuyên về cái phần khí trong hướng dẫn thôi, chứ không có chuyên về động tác nhiều. Em note lại, rồi em cũng nói với Ngọc Anh là em có khoảng 6 cái đóng góp vào trong cái bài thay găng đổi cốt. Thì anh cũng nói là em liên hệ trực tiếp với thầy hoặc là liên hệ với thầy giáo Sơn. Còn khí bây giờ á, mình nhận có khoảng 15 phút à? Dạ em tối ưu cái quy trình để nhận lại trong khoảng chừng 7 phút à, phân nửa đúng á. Thì đó, thì mở khí hải rồi mới đây nè, chương trình du lịch sức khỏe nè. Dạ. Mọi người sau khi mở khí hải, bơm khí được vô cột sống, rồi tặng đốt sống đồ lên, thì mỗi người ẩm cái gì đó lên 5-70 kg, 100 kg đồ phát triển lên hết á. Dạ. Thì có gì liên hệ với thầy giáo Sơn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng mà. Cái đó thì đón nhận toàn diện ha. Dạ. Em trân trọng. Có gì thì nói Nhật Anh kết nối được với thầy giáo Sơn nha. Thầy giáo Sơn phụ trách cái thay gần đổi cốt á. Thì có gì đồng hành ha. Dạ. Biết ơn. Thiện, tên Thiện hay tên Chí Tăng? Em tên là Cao Thiện Chí. Cao Thiện Chí ha. Cảm ơn Cao Thiện Chí. Dạ. Rồi. Được đó, ngon đó. Và em. Dạ. Rồi, bye bye Chí. Hello Tâm Nguyễn. Em chào thầy. Dạ. Thầy nghe rõ chưa ạ? Dạ nghe. Vâng, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà cho em được lên sóng, được chia sẻ ạ. Trước khi chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra thì xin phép thầy cho em 1-2 phút chia sẻ cái nhân duyên em được có mặt ở đây được không ạ? Dạ. Dạ, em được nhân mạch của mình chia sẻ cái khóa học của thầy, tuy nhiên là em chưa tham dự chính thức khóa học nào mà chỉ nghe đi nghe lại các file ghi âm thôi ạ. Và em có đăng ký khóa K16 ạ. Nhưng mà cũng vì điều kiện nên là em không tham gia được. Thì cái khóa 17 này em đặt ý là nhất định em phải tham gia ngay từ buổi đầu tiên, buổi khai giảng. Để em đặt ý nhất định em mục tiêu của em là phải tham gia được cái khóa mentorship của sắp tới á. Thì hôm thầy ra Hà Nội vừa rồi ấy, thì em là một bạn mà chưa được qua mentorship, nhưng mà em được gặp thầy trực tiếp hôm đó. Thực sự là cái cảm xúc hôm đó bây giờ nhắc lại em vẫn còn thấy run quá thầy ạ. Được gặp mọi người mà em mọi người không biết em và em cũng không có biết mọi người, nhưng mà thực sự là khi vào đến phòng em thấy cái năng lượng của mọi người tuyệt vời quá thầy ạ. Thế là em càng khát khao để mình được vào ngôi nhà mentorship của thầy, và hôm đó được gặp thầy trực tiếp thì ôi mấy ngày lúc nào em cũng nghĩ đến hình ảnh của thầy, để em đặt ý quyết tâm em được tham gia cái khóa mentorship ạ. Hơn nữa là em là một giáo viên dạy bơi, nhưng mà nghe thầy nói là bơi biển 2 km, em chưa từng trải nghiệm cái cảm giác đó, nên là
rất là muốn được tham gia khóa đó để trải nghiệm cái hoạt động đó. Dạ, bên mình thì có chuyển hiện thực về bơi. Nếu mà có điều kiện học tập nghiêm túc, mỗi buổi bơi tầm khoảng cỡ khởi động rồi luôn thì khoảng 2 tiếng, thì cỡ khoảng 7 ngày. 7 ngày bơi thì có những người 3 ngày, có những người 4 ngày tùy. Thì có những người 7 ngày họ có thể bơi được cỡ 1000 mét hoặc 2000 mét. Thì cái đó là chúng ta có cái môn chuyển hiện thực về bơi. Dạ. Vâng. Nếu cô giáo bơi mà hiểu cái này thì sau này các con phát triển lắm. Vâng ạ. Đó, nên là em cố gắng tham gia một trọn vẹn một khóa để em có thể làm tốt cái bài test và được vô phỏng vấn để gặp thầy ạ. Ngày hôm nay trước khi đến giờ khai giảng mà em ăn cơm mà cứ nghĩ đến cái buổi khai giảng hôm nay. Bây giờ được gặp thầy, được chia sẻ, em vẫn run run ạ. Vâng, bây giờ thì em xin phép chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra trong cái buổi học ngày hôm nay ạ. Thì cái hình ảnh mà em thấy em nhớ nhất là câu nói của thầy, hình ảnh quả trứng mà bên ngoài tác động thì nó là thức ăn, còn từ bên trong thì sẽ trở thành một sinh linh ạ. Cái câu nói đó, cái hình ảnh đó em chia sẻ với rất là nhiều người, đặc biệt là các giáo viên ở trường em, thì các cô thấy thực sự ý nghĩa. Cái thứ hai là cái hình ảnh thầy đưa là một vật mà được thổi các yếu tố phi vật chất vào thì nó đã nâng tầm, nó đã trở lên tắt giá, có thể vô giá. Vậy thì một con người được giàu về các yếu tố phi vật chất đó thì chắc chắn cũng được nâng tầm, được trở lên tắt giá, vô giá hơn ạ. Thì em cũng tập trung vào cái việc nâng tầm các yếu tố phi vật chất. Trước hết là khóa học thấu hiểu nội tâm K17 này, và sắp tới đặt ý để tham gia khóa mentoring của thầy ạ. Dạ, em xin cảm ơn thầy, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà cho em chia sẻ ạ. Cảm ơn chị. Hôm nay có con trai học cùng thì thấy có một bạn lên phát biểu, thì em cũng có chia sẻ với con trai là nếu như con theo học cùng mẹ khóa học này thì là mẹ sẽ mua bộ Lego tặng con. Thì con trai nè, con trai năm nay nhiêu tuổi rồi con? Xin chào thầy. Con nhiêu tuổi rồi con trai? Con 11 tuổi. 10 tuổi hả? Thôi đồng hành cùng mẹ tham gia để thấu hiểu nội tâm. Dạ. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Em chào thầy, chào cả nhà. Dạ. Chào chị. Giáo viên mà dạy bơi, không có đi dạy nữa mà đi chuyển hiện thực về bơi nhanh, sau này các con học bơi nhanh. Các anh chị hình dung nè ha, còn khoảng 3-4-5 ngày, 7 ngày mà các con học tập á, là biết bơi hết rồi. Thì giống như bộ giáo dục của mình á, đưa ra đó là phòng chống đuối nước trên toàn lãnh thổ á, thì các anh chị biết là đang dỗ trợ. Thì sau này để toàn tổng kết xong cái quy trình bơi, thì sau này phối hợp với một số thầy cô mà chuyên nghiệp về bơi á. Tại vì khi con người gỡ bỏ được rào cản nhận thức của nội tâm á, họ không còn sợ hãi nữa, là họ không biết bơi gì nữa, họ không là ai nữa hết. Sau đó mình hướng dẫn từng tí từng tí, thở nước nè, các động tác kiểu sao tập, mà bơi trên cạn tập hay lắm các anh chị. Tập bơi trên cạn các động tác chuẩn rồi, biết cách thở nước, cái xuống nước, cái biết bơi. Tại mình không sợ nữa. Bơi trên cạn hay lắm. Bơi trên cạn, chúng ta tập bơi trên cạn. Bơi hai cái kiểu bơi, đó là bơi bơi ếch và bơi sải. Thì chúng ta bơi trên cạn trước, các động tác chuẩn hết.
sau đó quen cái động tác rồi, thể lực đồ đầy đủ hết rồi, sau đó tập thở nước trên cạn luôn, sau đó nhảy xuống nước, cái bắt đầu quen nước, cái cảm nhận được nó, thì trong vòng khoảng 7 buổi thôi, sức lực mình có sẵn nha. Sau đó mình không sợ nước nữa, mình thở quen. Các anh chị bơi được khoảng 500-700 mét, 1000 mét, 2000 mét là tùy chúng ta muốn bơi sao. Thì đó là cái môn mà chúng ta có thể làm được tới thời điểm này. Rồi vài bữa ổn định hết trơn rồi, toàn sẽ tổng kết cái đó, cái hỗ trợ cho các giáo viên ấy. Các giáo viên hỗ trợ cho các con thì nó sẽ đẩy nhanh cái tiến độ phòng chống đuối nước đồ này kia của chính phủ chúng ta đang làm, giáo dục đang làm cho nước chúng ta. Thì đó là chuyển hiện thực chị bơi, khoảng cỡ online bơi cũng được nha, online bơi cũng được. Bơi online, online hay lắm, cái online làm bơi hay. Thì cộng đồng mà các anh chị kỳ vọng mong muốn đó, cái sau này chúng ta mở 7 ngày 10 ngày gì đó, các anh chị lên bơi online, cái sau đó các anh chị học tập bơi online nếu các anh chị muốn á, cái sắp xếp bơi online 7 ngày 10 ngày gì đó, toàn chưa hỏi các chuyên gia, đó là có 7 ngày hay 10 ngày bơi online được không, bơi cạn, sau đó các anh chị hướng dẫn các anh chị cái bơi bơi đó, thì từ từ á, chúng ta bơi được luôn. Và hiện nay trong cộng đồng mentor đã làm rồi, còn cộng đồng ngoài xã hội chưa làm thôi, chứ cộng đồng ngoài mentor là toàn đã làm bơi online rồi. Nên các anh chị nhiều, các anh chị biết bơi lắm rồi đó. Tại vì các anh chị trong mentor muốn tốt nghiệp á thì phải bơi lội được 2000 mét biển và chạy bộ được 21 cây số biển thì mới được tốt nghiệp. Nên là đã hướng dẫn họ hết rồi. Còn hiện nay ở bên ngoài thì chúng ta chưa làm lớp đó, để từ từ có thể mở online cho các anh chị. Bơi khoảng chắc 10 buổi là các anh chị có thể bơi tốt. Hay lắm á. Chợ xóa bỏ rào cản về bơi lội online, không có phân biệt tuổi tác trong quá trình học bơi. Thì cái đó hay, bữa nào chúng ta sẽ lên kế hoạch sau ha. Xin mời Lệ Lệ ha. Dạ. À, dạ, em biết ơn thầy đã cho em có cơ hội để chia sẻ. Và em chào thầy và chào tất cả mọi người ạ. Em cũng biết ơn cái nhân mạch của em, đó là chị Đặng Thị Nhi của Mentor K3. Chị là người đã chia sẻ cho em những cái điều hay về cái khóa học này và để em tham gia khóa học. Và em xin chia sẻ về cái bài học của ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì em nhận thấy mình có rất là nhiều bài học. Thứ nhất là về nguyên lý ánh sáng và bóng tối. Cái thứ hai nữa là tiền chỉ là một công cụ, phương tiện để làm cho chất lượng cuộc sống của mình được tốt hơn. Mà thay vì trước đây em đều nghĩ tiền là tất cả thôi, chứ không phải là, nó chỉ là công cụ, phương tiện thôi. Và cái tâm đắc của em nhất là nguyên lý và ánh sáng. Vì khi mà em hiểu được cái nguyên lý ánh sáng này á, thì những cái vấn nạn trong cuộc sống của em nó sẽ được giảm thiểu, giống như là thầy nói. Và trước đây em cũng có nghe file ghi âm của thầy, và em cũng hiểu được chút chút về nguyên lý ánh sáng bóng tối, và em đã áp dụng trong những cái cuộc sống sau này của em sau khi nghe các file ghi âm đó. Và em thấy là mỗi lần em áp dụng cái nguyên lý đó thì cái nội tâm của em nó an vui hơn, nó không còn lăng tăng như trước đây. Thay vì trước đây em sẽ cứ đi theo, suốt ngày cứ đi theo giải quyết cái bóng tối đó, cứ lấy cái bóng tối này rồi lắp cái bóng tối khác vào mà không đưa ánh sáng vào, nên là cái vấn đề của em nó càng ngày nó càng tối đi. Và cái ngộ ra của em ở đây đó là về cái nguyên lý kích hoạt não người đó thầy. Trước đây em hay hỏi là tại sao mà mẹ em rất là thương em, nhưng mẹ lại có những cái hành động là cứ hay khó chịu với em, hay la em về vấn đề này. Nhưng mà em
trong thâm tâm em thì em cảm nhận được mẹ rất là thương, tại vì mẹ lo cho em rất là nhiều thứ trong cuộc sống luôn. Nhưng mà mẹ cứ mỗi lần mà mẹ lo lắng cho em hoặc là quan tâm em thì mẹ lại càng la em các kiểu này kia. Và em cứ nghĩ là tại sao mẹ thương mình mà mẹ lại đối xử với mình như vậy. Và đến ngày hôm nay em mới ngộ ra một điều, đó là do mẹ có một cái tầng não của động vật có vú. Thì khi mẹ yêu thương mình quá thì nó... Yêu thương thì dần dần muốn kiểm soát. Thấy con cái mà không thay đổi theo ý mình thì nóng tính, khó chịu, bực bội. Có dạ, nhiều dạ, người yêu thương quá sinh ra bạo lực. Dạ. Và đó là những cái bài học tâm đắc và ngộ ra của ngày hôm nay. Em dạ. Dạ, biết ơn thầy và biết ơn cả nhà. Biết ơn lệ, hay quá, học hay. Sao nhiều người nói giống diễn viên là sao vậy? Đẹp lắm hay sao mà nhiều người nói giống diễn viên Hồng Kông rồi nè, Đài Loan gì nè. Dạ, có gia đình chưa? Dạ em chưa ạ. Để hỏi thăm cái này cái rồi cảm ơn lại lại nha. Ở dạ, đây có Phúc Vĩnh Khang á, mẹ con đi đâu mất rồi, tụi con phải ở nhà một mình vào buổi tối, em con khóc. Đào Vĩnh Khang giơ tay lên đây con. Sao vậy? Sao khóc gì vậy? Đâu mất tiêu rồi Vĩnh Khang. Cứ giơ tay á, mới mở mic cho con nói chuyện được. Tìm Vĩnh Khang ca. Mang Phúc Vĩnh Khang. Đâu rồi, coi khóc sao, dỗ em kiểu sao, chắc mẹ đi đâu chút xíu mẹ về thôi. Hả? Có không con? Con có đây không? Đâu con? À, đây. Sao? Mẹ đi đâu hay sao? Về chưa? Về rồi, gì được rồi. Vậy thôi hắn con. Tưởng đâu hướng dẫn cho con cái cách dỗ em. Vậy hen. Dạ. Sao mà mẹ đi đâu mà ở nhà con lại học tập được vậy? Dạ hay gì đó hả? Dạ không phải, tại nãy giờ con ở nhà con học, con không biết gì hết. Mẹ đã không biết đủ cái mà cô chạy đi mất nên mẹ con được nên đuổi theo thằng nửa giờ rồi đi rồi. Đi dục rác rồi mới đi về được. À vậy ha. Dạ thôi, em chào thầy. Mẹ về được rồi em. Dạ em dạ em là Thu Hiền ạ. À, em ở nhà 71 của Mentor 3. Em thật lòng là sáng giờ là học xong rồi, ở nhà có đám giỗ nên là chưa có hoàn thành 2 km tối nên đi chạy đi chạy bỏ 2 km nên là con thấy mình đi đúng không? Dạ em cũng thôi không sao, biết gì được rồi, thấy con đang hoang mang nên tính hỏi con sao. Dạ vậy có không, con cũng giỏi lắm, chăm em ở nhà rồi nhắn như vậy là em đọc cái em là chạy học tóc về luôn. Dạ không sao. Biết con rồi. Dạ em cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà. Biết con là con trai. Rồi thông báo gì hả? Vĩnh Khang hả? Con trai tên Vĩnh Khang hả chị? Dạ con tên Vĩnh Khang. Vĩnh Khang ha. Biết ơn con. Dạ Vĩnh Khang. Dạ bạn ấy cũng trông em, dỗ em tốt lắm. Về là em hát khóc rồi. Dạ em cảm ơn. Dạ biết ơn con trai. Hay quá. Gánh vác đồ việc cho mẹ đồ hay quá. Rồi Linh sao phát biểu gì đây? Dạ em tên là Linh, con xin chào thầy và xin chào 969 nhà mình cộng với những bạn đang xem livestream. Thì đầu tiên con xin cảm ơn chị Phan Thị Anh Thư đã cho con biết đến Quýt để con có được ngày hôm nay. Thì con lần đây là sau khi con học lớp tài chính xong thì con nghĩ là con nên quay lại lớp nội tâm một lần nữa để con học lại. Và lần trước thì con học K17
Thì thầy cũng có nói phần là ghi bài học tâm đắc ngộ ra, nhưng mà lúc đó con học thì con chưa có hiểu được tại sao mình phải ghi. Nhưng mà lần này hôm nay kia thầy nói là đây là hai là nguyên thứ hai để kích hoạt não người. Thì lúc đó con học được bài học mới là mình cần phải làm cái điều này mỗi ngày. Giống như hôm bữa thầy nói mà con cũng nghe con ghi mà con không có làm. Nhưng mà hôm nay con biết được là con cần phải làm nếu mà con muốn thay đổi cuộc sống của mình. Và tâm đắc của con á, là con hay kêu đi cuốn sổ thì con có sẵn hai cuốn sổ luôn. Con có sẵn hai cuốn sổ con được tặng á, thì con tặng cho bạn con một cuốn thì hai đứa sẽ bắt đầu. Này sao mà có bạn học cùng nữa, ngon vậy. Dạ không, chứ con cũng có học thì bạn con cũng có học cùng, như bạn ở nhà của bạn hôm nay, bạn qua nhà bên đây thì con kêu là ngồi nghe học chung luôn đi, con bắt bạn ngồi học chung với con luôn. Hay quá ha. Dạ thì con mày con bắt đầu con ghi ra cái bài học tâm đắc ngộ ra. Thì ứng dụng của con là con sẽ ghi nhật ký mỗi ngày theo tâm đắc ngộ ra để mà nó có hiện thực tốt hơn. Còn cái phần ngộ ra của con thì con cũng ngộ ra thêm một cái nữa là chỉ cần là mình thay đổi theo từng nguyên lý thôi. Thì hôm nay thầy đã trao được hai nguyên lý rồi, thì ban đầu con học nguyên cái khóa K17 á, con học xong con vẫn hơi hoang mang, lại con chưa biết là học xong thay đổi rồi mà chưa biết là mình sẽ áp dụng nguyên lý nào ra sao mà con chưa có thể thống lại. Thì hôm nay thì con nhưng mà học xong khóa vừa rồi chuyển hóa lớn dữ không? Học xong khóa vừa rồi thì con thấy cũng chưa lắm. Nhưng mà cuộc sống thấy nó nhẹ nhàng đơn giản hơn không? Dạ con thấy nó nhẹ nhàng quá, đơn giản hơn và thấy vui vẻ hạnh phúc hơn. Đó thì được rồi, người ta mưu cầu cái đó biết bao nhiêu mà mình được cái đó mình còn chưa hài lòng gì nữa. Với lại là thấy là đỡ bỏ đi cái phần án trách thì thay nó là bao dung, thì thay vì hồi xưa á, bạn này á, bạn rất là hay làm những cái mà con khó chịu bực bội lắm. Hai đứa bất đồng ngôn ngữ, con người miền Nam bạn người miền Bắc, hai đứa nói chuyện không cùng ngôn ngữ với nhau, con nói con hay chửi lắm, bực bội lắm. Không phải chửi nặng gì hết mà con hay bực bội, con hay la làng lên. Xong rồi từ lúc học xong thì con thấy là bây giờ con có la thì nó cũng vậy, mà con la rồi con mệt hơn, con la thì nội tâm con nó biến động, con bị điện từ nó không có dương, nên con kêu là thôi nó muốn làm gì thì làm để bản thân mình bớt dao động. Với lại cái hai nữa là mỗi một người sẽ có khả năng chuyển hóa khác nhau, do cuộc sống môi trường khác nhau nên là bạn đang thay đổi là cũng là tốt rồi. Thì bây giờ cũng... còn mưu cầu người ta thay đổi nữa không? Hết rồi, là ngon rồi đó. Đó thì con thấy là thôi muốn sao kệ bạn. Xong rồi con cũng nhớ không, nhớ cái câu mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ không? Dạ đúng rồi, thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc. Thì con cũng có đặt một nghi vấn khi con quay lại K18 của mình là làm thế nào. Ban đầu thì con học K17, trước khi học K17 thì con nghĩ là làm thế nào để không đau khổ khi phải về nhà. Nhưng mà bây giờ thì con đặt lại cái nghi vấn là làm thế nào để có sự kết nối tốt đẹp với gia đình của mình. Thì con đặt lại nghi vấn đó và con quay lại K18 để con làm rõ nghi vấn đó của mình, vì con mong muốn được sự hạnh phúc trong gia đình của con. Ngon rồi đó, bắt đầu đứng bài đó. Rồi, nói đi. Đại ơn kia, đại ơn nói xong rồi bạn kia là bạn bị đứng rồi, bạn bị đơ, bạn bị rung, tên đập mạnh hết trơn, không nói được câu nào, bị cứng người luôn. Mới cho là lên nói đi cho hết cứng. Nói đi. Học bài học nè, hay kêu là học bài học, tâm đắc ngộ ra, bài học học gì học nói đi. Ghi quá trời ghi luôn, ghi mà bán 20 trang là thầy. Em chào thầy toàn với lại toàn thể mọi người trong khóa học ạ. Em cũng học khóa học của khóa 17 của thấu hiểu nội tâm, nhưng mà em chưa có chuyển hóa được hết nên em tiếp tục quay lại học khóa của bản khóa 18 chuyển hóa về nội tâm tiếp ạ. Cũng học về khóa tài chính nhưng mà vì nội tâm em chưa chuyển hóa được nên là chưa hiểu lắm. Rồi, bài học gì đó, bài học mới mình ngộ ra là khi mà mình biết được những cái điều gì mình mới nhưng mà mình chưa thể áp dụng được. À, bạn dễ thương quá. Nói đi, bài học là gì? Bài học hôm nay học gì? Ghi quá trời ghi này, nói đại tờ đó, lấy tờ đó ra nói đi. Ghi quá trời ghi. Tại vì run quá.
không có nhớ cái gì luôn. Nói đi trời. Không sao, bữa nào nhớ tính sao. Đó, đọc này ra nè, đó. Bảy giờ toàn diện, học được gì học đi. Nói để học. Em chỉ, em mới ngộ được nhận ra là khi mà mình chỉ chuyển hóa được từ cái bóng tối của mình, chuyển hóa đưa ánh sáng vào bóng tối thôi, còn đâu em chưa có chuyển hóa cái gì hết. Nói thật ra vậy là đã chuyển hóa rồi. Linh có cảm giác bạn đã thay đổi nhiều không? Dạ, nếu mà theo ban túc túc ban đầu của con thì con sẽ đánh giá bạn chưa chuyển hóa, tại vì con chưa thực sự bao dung. Nhưng mà nếu mà đánh giá theo sự bao dung theo góc nhìn của bên nhà quýt của mình thì con thấy là bạn có thay đổi nhiều về cái cách nói chuyện rồi. Nhiều lắm chứ. Dạ. Cái mối quan hệ hiện tại là của mình là hai người là có cảm giác được là rất là vui vẻ, thoải mái hơn trước nhiều không? Dạ, có thoải mái hơn trước, hồi xưa thì đó là sự đổi lớn lắm rồi, đừng có mưu cầu cao xa ha, không ép ta đổi gì nữa ha. Dạ thì tại con cái sức đi của con nó nhanh đó thầy, tại con không, đừng có quan tâm. Mình phải hiểu gì nè, họ là bạn của mình rồi, hoặc là cha là mẹ của mình rồi, là anh em của mình rồi. Nếu mình thấy mình là một người vượt trội hay là mình thấy mình là một người tiến bộ phát triển thì mặc định họ sẽ phát triển. Thường có nhiều người á lại nói với anh gì nè, con em bị cái này cái kia, con em sao nó kỳ quá như thế này thế kia, thì á toàn nói với họ đơn giản lắm, đó là người mẹ tuyệt vời như thế này thì không thể nào có đứa con như vậy được, nên là toàn không có tin. Hiểu không? Hiểu ý nào? Trước thì em chưa có học khóa học về nội tâm á, cái tính của em nó nóng như lửa thầy. Bây giờ sao? Bây giờ là em có thể là cái tính máu của em bây giờ là sắp ra khỏi cơ thể người em rồi. Đó, thấy chưa? Cái đó là một sự chuyển hóa lớn chứ. Biết làm sao mới có 1 tháng không đầy mà nó chuyển hóa như vậy, gọi là sự chuyển hóa khủng khiếp rồi. Tại sao mình? Tại vì do mình mưu cầu quá lớn nhiều cái khác, chứ thực chất tập khí đó mà nó tan trong vòng 1 tháng như vậy, có phải là người ta đã nung nấu nó mấy chục năm trời làm gì hết nổi. Nhưng mà không đầy 1 tháng mình đã tan như vậy thì nó đã ngon chưa? Dạ. Mà khi mà không quá em, tốt vậy. Ừ. Khi mà mọi người á, nói những cái từ tiêu cực á, là trước đó là rất là nóng, nhưng mà bây giờ khi mà người ta nói cái gì về mình tiêu cực quá mình cũng không trả lời, chỉ cười cái là không. Ừ. Nó mà mình đâu có bị vướng mắt đúng không? Nó không còn vướng mắt như xưa. Đó, cái đó là sự chuyển hóa đó. Chưa đâu mà đòi hỏi gì cao xa gì. Những cái nhỏ đó đó, nó mới bắt đầu trở nên vĩ đại. Chứ bây giờ mình yêu cầu gì khủng khiếp chi vậy? Tại vì để thấu hiểu hết những cái nội dung mà học tập trong hết 21 ngày này á, thì mình phải có sứ mệnh, có nghĩa là có một cái tâm niệm giúp người từ nội dung này nè, thì mình học mới hiểu toàn diện. Còn học để chuyển hóa thì quên hết cũng chuyển hóa nữa, không cần nhớ gì cũng chuyển hóa. Tại vì nội dung được sắp đặt rất đặc biệt, đó là không cần phải nhớ nội dung là gì mà con người vẫn chuyển hóa, trong vô thức tự nó chuyển hóa. Còn khi mình có ý niệm muốn giúp người từ những cái nội dung học tập này thì lúc thời điểm đó đó mình mới bắt đầu mình mới nhớ và mình cách học mình nó khác đi. Còn học để cho chuyển hóa thì nó vậy là được rồi. Nó thật là không cần phát biểu phải hay, chứ tánh nóng như vậy mà chuyển hóa được như vậy là nhất rồi đó, ngon rồi đó. Em thấy bản thân em là trong 1 tháng là có sự chuyển hóa, là cái tính cách của em là đã thay đổi rất rõ rệt luôn. Ừ. 90%. Đó thì yêu cầu cái gì cao xa nữa, cái tiếp tục, cái mình có ý niệm chuyển hóa cái gì nữa thì bắt đầu được học tiếp, mình học tiếp từ từ. Nhưng mà em học xong khóa học xong hôm nay nhưng mà em có nhớ cái gì trơn. Kệ nó đi, có gì đâu, học mà quên thì đúng bài đó. Học nhớ sai bài đó. Tộc tại vì học nhớ, cái mình lấy cái đó ra mình đi dạy người ta, cái bắt đầu mình ép những người xung quanh thay đổi. Thường những người mà học mà cái gì cũng nhớ hay lắm, học hay nhớ, sau đó lấy cái đó, ý, sai kìa, con mình sai kìa, phải như thế này, phải như thế kia, phải như con thế nọ. Con tại con học đấy, con thầy nói vậy đấy, con nhớ hết trơn. Rồi cuối cùng sao? Mong muốn đã thay đổi, có kết quả gì đâu. Thấy chưa? Hiểu không? Hiểu ý không? Bạn nó hay bắt nạt con suốt thầy ạ. Ừ. Thôi, tốt rồi. Dạ, con cảm ơn thầy, con cảm ơn cả nhà đã lắng nghe câu chuyện của hai đứa, con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. À con nữa, con đã đặt tâm ý là con sẽ làm lớp trưởng của mentor quýt 4 rồi.
Con sẽ gửi đây vào. Thường những người đặt tâm ý như vậy là cũng không đậu vô mentor nữa. Rồi vậy con đang ghi xuống đây ghi xuống. Rồi tốt rồi. Thời gian thì cũng 10 giờ nhưng mà thấy anh Kỳ là hồi xưa tới giờ thì học tập nhiều nè, cho em tạo điều kiện cho anh Kỳ giao lưu chút xíu với anh Kỳ. Dạ các anh chị có thể thoát ra nghe các anh chị 10 giờ á, các anh chị có thể thoát thì Toàn nghe sự chia sẻ của anh Kỳ một chút nữa. Dạ xin chào thầy Toàn, xin chào cả nhà, xin cảm ơn thầy Toàn đã cho phép chia sẻ. Tôi tên là Ngô Văn Kỳ, ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay tôi 20 tuổi. Chào anh Kỳ. Nhân dịp này tôi cũng xin trân trọng biết ơn nhân mạch của tôi là chị Nguyễn Thị Thanh Bình đã giới thiệu cho tôi đến biết Di Quýt, và tôi đã học thấu hiểu nội tâm này từ K10, K11. Nhưng mà trong đó thì có nhiều cái buổi tôi vắng không có liên tục. Nên lần này là tôi cũng trở lại và cũng phấn đấu là sẽ theo xuyên suốt 21 buổi. Và cái buổi học hôm nay thì tôi có hai cái bài học. Cái bài học thứ nhất là chỉ tóm lại là mình chỉ có bốn cái vấn nạn là nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Nhưng mà do cái mối mà tương quan ảnh hưởng lẫn nhau giữa các cái yếu tố trên, bốn yếu tố trên đó, mà chúng ta cảm thấy như một cái ma trận, một cái sự rối rắm. Và rất là trân trọng biết ơn thầy, thầy đã chỉ ra rõ ra rút gọn lại là bốn vấn nạn: nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính. Rất là dễ hiểu, rất là cảm ơn thầy. Cái bài học thứ hai là cái nguyên lý kích nạp não người bằng cách là rút ra bài học tâm đắc ngộ ra, và thầy đã chỉ ra là làm kiên trì, làm mỗi ngày, làm hàng tháng, làm cả năm, một năm, năm năm, là như thầy là làm mười mấy năm. Nên lại giờ thầy có một lượng kiến thức rất là khổng lồ. Và thầy nói đây là một cái điều rất là quy diệu. Và tôi học nó quy diệu đến mức mà nó có thể biến con người bình thường trở nên phi thường. Cái người mà thành giỏi cỡ nào họ không quan trọng, hàng ngày họ thấp thu vào kiến thức đầu óc của họ cái gì. Hàng ngày nếu mà giỏi quá mà tiêu cực của cuộc sống cứ nhét vô thì cuối cùng qua thời gian bóng tối nó cũng lấp đầy não bộ, rồi là con người đó cũng là từ 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 tệ đi. Nhưng mà mình làm, đưa vô bài học, đưa những điều tâm đắc mà ngộ ra trong cuộc sống lấp vào thì từ 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 đầu mình nó sáng dần. Một giây phút nào đó nó đủ lượng á, nó thể ra chất, nó bùng cái một là đầu óc mình mở chi thức liền. Thì mình kiên trì chút xíu mình làm. Dạ. Rồi cái điều mà tôi tâm đắc đó là cái nguyên lý ánh sáng, là chúng ta đưa ánh sáng vào, và cụ thể ở đây là ta đưa 7 cái vào toàn diện thì cái vấn nạn nó sẽ giảm thiểu nhất có thể. Điều mà ngộ ra là tôi ngộ ra một cái điều là để mà tăng giá trị thì ta phi vật chất quá những cái gì mà nó là vật chất, và ta vật chất quá những cái gì phi vật chất. Dạ xin hết, xin cảm ơn thầy Toàn và cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Chúc cả nhà biết ơn anh. Một cái buổi tối khai giảng này sẽ học được rất cái nhiều điều rất là hứng thú, và sẽ đạt được nhiều cái kết quả rất là tốt đẹp trong 24 ngày tới. Xin hết. Dạ. 21 ngày tới. Dạ, em biết ơn anh. 10 giờ hơn á các anh chị, chắc Toàn xin phép các anh chị, một số anh chị giơ tay á, giống như anh Phùng Văn Tiên nè, chị Hàng Đào rồi đó, thì chắc có gì cơ hội ngày mai ha, ngày mai vô mình chia sẻ ha. Em biết ơn cả nhà. Ngày đầu tiên thì nên chúng ta có thể nghỉ đúng 10 giờ nghe các anh chị, rất là biết ơn các anh chị. Dạ em có mở video á, chúng ta chào nhau cái chúng ta bái bạn. Chào thầy, 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 ch
Chào thầy. 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 Chào thầy.